Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1751, thân phận của ta không cần nhiều lời rồi a. 1. Lục Phong viện trưởng là hảo hữu của Vưu Hư, lúc trước chế tạo cho hắn không ít phiền toái, về sau trưởng lão viện cho thấy thân phận, Dương Sư xuất hiện đại triển thần uy. Học viện trương lão, xác lập bản thân là viện trưởng, cũng xử phạt đối phương, về sau mất đi tung tích. Nghe mi trưởng lão nói, chủ động xin đi địa quật thỉnh tội, khả năng cả đời không trở về. Lúc ấy còn cảm khái hồi lâu. Vốn nghĩ rằng tới nơi đây bát ngát như thế, có thể gặp gỡ hầu như không có khả năng, không nghĩ tới mới tiến vào không lâu liền đụng phải, còn bị người vây công. Lúc này Lục Phong, vẻ mặt tràn đầy tiêu tụy, không có hăng hái như luyện đan sư học viện viện trưởng lúc trước, cánh tay trái trống rỗng, không biết đứt gãy lúc nào, trên thân có vài vết đao chém, cho dù máu đã ngừng, nhưng vết đao dữ tợn vẫn lộ ra cực kỳ đáng sợ. Tuy trên người có tổn thương, nhưng hai mắt mang theo bình tĩnh cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Tựa hồ cùng dị linh tộc chiến đấu, khiến tâm cảnh của hắn càng thêm cao. Nguyên nhân chính là như thế, tu vi vốn đạt tới nửa bước thần thức cảnh, càng thêm củng cố, tùy thời sẽ đột phá. Xem ra địa quật nguy hiểm, lại làm cho hắn buông tha cho lục đục với nhau, vì quyền thế mà sinh ra bè lũ xu nịnh, tâm cảnh trở nên càng thêm rộng rãi. Ngoại trừ Lục Phong, những danh sư lục tinh đỉnh phong bị vây ở, cả đám đều mang theo khí tức sắc bén, so với những phó viện trưởng đồng cấp ở học viện càng cường đại hơn. Chỉ là tuổi của bọn hắn, đều đạt đến tiếp cận 2.000 tuổi, trong cơ thể phóng ra khí tức suy bại, tựa hồ sinh mệnh sắp đi tới cực hạn. Loại người này, tiến nhập địa quật, là muốn lợi dụng sinh mệnh còn sót lại của bản thân, săn giết nhiều một ít dị linh tộc, bảo hộ nhân loại bình an càng dài lâu. Nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ra. Ánh mắt ngưng trọng. Đổi lại trước kia, việc không liên quan đến mình, có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà sau khi lĩnh ngộ sư giả chi tâm, tâm cảnh thăng hoa, những người này vì nhân tộc, có thể bất kể sinh tử, nếu như gặp gỡ, tự nhiên làm không được cái gì cũng không quản. Dùng sức mạnh nhất định là không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn nhíu mày. Hơn 200 dị linh tộc, coi như hắn dùng tất cả thủ đoạn, cũng không có khả năng cứu người, hơn nữa thực muốn làm như vậy mà nói, một khi đối phương thống hạ sát thủ, sẽ hoàn toàn ngược lại. Gây chuyện không tốt người không có cứu ra, ngược lại hại tính mạng của bọn hắn. Phải nghĩ một sách lược vẹn toàn mới được. Đã có thể tiêu diệt đám người kia, lại có thể người thuận lợi cứu. Chần chờ một lát, cổ tay khẽ đảo, một quyển sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngoan nhân, có phương pháp giúp ta ngụy trang thành dị linh tộc hay không? Muốn thần không biết quỷ không hay cứu người, từ trong hơn 200 người vây công, làm được điểm ấy, hầu như không thể hoàn thành. Trừ khi mình cũng là dị linh tộc, làm cho đối phương phất lờ. Ngụy trang tộc nhân của ta. Trái tim trong thư tịch nhảy lên vài cái. Cái này đơn giản, chủ nhân tu luyện ngũ diệu kim thân, thân cao, thể trọng có thể tùy ý biến hóa, chỉ cần biến thành hình dạng của bọn hắn. Ta giúp ngươi thi triển sát lục chi khí, giấu giếm hoàng giả cao cấp nhất rất khó, nhưng những gia hỏa không nhập lưu này, không coi vào đâu. Ngụy trang dị linh tộc, cửa ải khó lớn nhất là sát lục chi khí. Chỉ cần giải quyết điểm ấy, thân cao thể trọng, bộ dáng vẻ ngoài, ngược lại không coi vào đâu. Tu luyện ngũ diệu kim thân tới đệ tứ trọng, cơ bắp cốt cách toàn thân tùy ý cải biến, ở bên ngoài làm cho đối phương nhìn không ra, cũng không khó khăn. Tốt, ta thử xem. Nghe được có thể ngụy trang, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, chần chừ một chút, lấy một khôi lỗi ở trong không gian giới chỉ làm nguyên hình, cơ bắp cốt cách toàn thân minh hưởng, không đến hai cái hô hấp, liền cải biến bộ dáng. Cởi quần áo khôi lỗi xuống mặc vào, giờ phút này, hắn từ vẻ ngoài nhìn lên, là dị linh tộc không thể thật hơn, một ít danh sư chỉ sợ cũng khó phân rõ ràng. Chủ nhân, ngón tay của ta giấu ở trên tay ngươi, sát lục chi khí sẽ từ trong cơ thể thiêu đốt, ngoại nhân khó có thể phát hiện. Thấy hắn biến thân hoàn tất, ngoan nhân nói. Ân, Trương Huyền gật đầu. Vù vù, một cây xương ngón tay xuất hiện ở trước mặt, nhẹ nhàng rơi vào trên ngón trỏ. Cùng da của hắn chậm chạp dung hợp, thời gian qua một lát biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó Trương Huyền liền cảm thấy, trong cơ thể có một cỗ lực lượng đặc thù chảy xuôi, cùng chân khí lúc trước tu luyện hoàn toàn khác nhau. Cỗ lực lượng này tràn đầy cuồng bạo, làm cho người ta có cảm giác thiên địa cũng có thể xé nát, thường xuyên tu luyện sẽ cho người tinh thần táo bạo, đối với chiến đấu tràn đầy dục vọng. Đây là sát lục chi khí của dị linh tộc. Lông mi nhảy dựng, Trương Huyền hỏi. Khó trách dị linh tộc hiếu chiến, tu luyện loại chân khí này,
là ai chỉ sợ cũng khó tự kiềm chế. Ân, chúng ta gọi là sát lục chân khí. Ngoan nhân lên tiếng, trong giọng nói có chút nghi hoặc. Chủ nhân, người vận chuyển loại chân khí này, có cái gì không khỏe không? Không khỏe. Chân khí vận chuyển trong người một chuyến, Trương Huyền lắc đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm giác rất có lực lượng. Có lực lượng. Ngoan nhân ngẩn ngơ. Nhân loại bình thường, là không cách nào thừa nhận sát lục chân khí, coi như là cường giả thánh vực cũng không được, vị chủ nhân này lại có thể tùy tiện vận chuyển. Một chút không khỏe cũng không có, còn rất có lực lượng. Năng lực thừa nhận không khỏi quá mạnh mẽ đi. Không có không khỏe là tốt rồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Hiệu chung với chủ nhân, tự nhiên vì chủ nhân suy nghĩ, nếu như đối phương không khỏe, hắn còn tính toán thu hồi chân khí, nếu như không có, vậy không cần phải rồi. Ân, đoán ra ý nghĩ của hắn, nhẹ gật đầu, Trương Huyền cười cười. Thân thể của hắn, ngay cả thiên đạo chân khí cũng có thể vận chuyển, sát lục chân khí mà thôi, không coi vào đâu. Đúng rồi, nếu như thiên đạo chân khí có thể bắt chước thuộc tính chân khí khác, có phải cũng có thể bắt chước thứ này hay không? Trong lòng đột nhiên động một cái. Lúc trước vẫn cho là cỗ khí tức này, là lực lượng chỉ có sát lục, không cách nào thừa nhận, nếu như cũng là một loại chân khí, có phải có thể bắt chước hay không? Thiên đạo chân khí, là chân khí vạn năng, bất luận chân khí thuộc tính gì cũng có thể dung hợp. Chương 1752, thân phận của ta không cần nhiều lời rồi a. 2. Nghĩ vậy, tinh thần khẽ động, thiên đạo chân khí nhẹ nhàng chấn động, chậm chạp sôi trào lên, trên thân một cỗ sát lục chi khí mãnh liệt xông lên phía chân trời, mặc dù không có cường đại như xương ngón tay của ngoan nhân truyền ra, lại tựa hồ như càng thêm tinh thuần, càng thêm tinh khiết. Chí tôn hoàng giả, điều này sao có thể? Chủ nhân, là dị linh tộc ngụy trang sao? Đang cảm khái, quả nhiên có thể thực hiện, liền nghe thanh âm phát run của ngoan nhân vang lên bên tai. Chí tôn hoàng giả. Trương Huyền sững sờ, nhịn không được cười lên. Dị linh tộc ngụy trang, làm sao có thể? Hắn là thiên nhận danh sư, đối phương cũng không phải không biết, cùng dị linh tộc có quan hệ cái lông. Dị linh tộc, căn cứ huyết mạch phân cấp, huyết mạch hoàng tộc cao nhất, vương tộc thứ hai, sau đó theo thứ tự là hầu tộc, quý tộc, phàm tộc. Mỗi một chủng tộc, cũng phân chia kỹ càng, chí tôn hoàng tộc. Ở trong hoàng tộc là cường đại nhất. Ngoan nhân nói. Vừa rồi chủ nhân thi triển chân khí, tinh khiết đến cực điểm, đúng là đặc thù của chí tôn hoàng tộc. Chí tôn hoàng tộc. Trương Huyền mở chừng hai mắt. Thiên đạo chân khí tùy tiện bắt chước một chút, lợi hại như vậy. Vâng. Vẻ mặt ngoan nhân tràn đầy kính nể, đồng thời đối với thân phận của chủ nhân càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng là thiên nhận danh sư, có thể vận chuyển sát lục chân khí không có chút không khỏe nào thì thôi, trong cơ thể rõ ràng còn có được chân khí của chí tôn hoàng tộc. Chủ nhân, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Nếu như ta là chí tôn hoàng tộc, người thì sao? Trương Huyền nhìn qua. Thiên đạo chân khí tinh thuần đến cực điểm, nếu như có thể bắt chước, khẳng định cũng là loại cao cấp nhất, nghe ngoan nhân kinh ngạc như thế, chẳng lẽ hắn không phải chí tôn hoàng tộc? Hắn không phải cao thủ cao cấp nhất trong dị linh tộc sao? Nếu không, năm đó cũng không có khả năng cùng khổng sư đối chiến a. Ta, cười khổ một tiếng. Ngoan nhân đang muốn giải thích, đột nhiên phát hiện cái gì, thanh âm truyền tới. Chủ nhân, hình như giống như chúng ta bị phát hiện rồi. Bị phát hiện rồi. Trương Huyền sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, lông mi kìm lòng không được nhảy loạn, thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ thấy trên không chẳng biết lúc nào bay tới 4-50 dị linh tộc, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, sát lục chi khí bắt đầu khởi động, phong tỏa toàn bộ chung quanh, muốn chạy trốn, cũng không có bất kỳ cơ hội. Không phải ẩn núp rất khá sao? Tại sao lại bị phát hiện? Còn không có cứu người, trước bị vây công, sẽ không? Trốn không thoát chứ? Nhất định là vừa rồi thời điểm thiên đạo chân khí thay đổi thành sát lục chân khí, không có khống chế được lực lượng. Da mặt run rẩy, Trương Huyền nghĩ tới. Vừa rồi thiên đạo chân khí dựa theo ý nghĩ của hắn, thay đổi thành sát lục chân khí đặc thù của dị linh tộc, tuy hiệu quả rất tốt, lại nhất thời không có khống chế được, khí tức phóng lên trời. Đoán chừng một khắc ngắn ngủn ấy, bị đối phương phát hiện. Rầm rầm, đang không biết làm như thế nào cho phải, liền thấy dị linh tộc ở không trung nhìn rõ dung mạo của mình, cục diện vốn khẩn trương trầm tĩnh lại, một dị linh tộc thánh vực nhị trọng đi tới trước mặt. Ngươi là người nào? Trong giọng nói mang theo chất vấn. Ta, Trương Huyền sững sờ, lúc này mới nhớ tới,
đã đổi lại quần áo dị linh tộc, bộ dáng cũng cải biến. Hắn giờ phút này, phối hợp sát lục chi khí sôi trào trong cơ thể, không khác gì dị linh tộc. Đối phương hẳn coi mình là tộc nhân của bọn hắn, nhưng mà mặt lạ hoắc, lúc này mới hỏi thăm. Ta, thở dài một hơi, đang muốn tùy tiện biên một cái tên, hồ lộng qua, dù sao dị linh tộc nhiều như vậy, đối phương cũng không có khả năng ai cũng nhận thức, trong lòng đột nhiên động một cái ý nghĩ xông ra. Ánh mắt lập tức nheo lại, hít sâu một hơi, sát lục chân khí trong xương ngón tay của ngoan nhân, ở trong người lao nhanh ra, sát khí cường đại phóng lên trời. Ầm ầm. Thiên đạo chân khí ngụy trang sát khí, tuy vô cùng tinh thuần, nhưng chỉ có bán thánh cấp, mà trong xương ngón tay, mãnh liệt bành trướng, lao nhanh không thôi, làm cho người ta cảm giác không ra thực lực đến cùng nhiều bao nhiêu, cảm thấy tựa như biển rộng, nhìn không tới đầu cuối. Cái này. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, vị dị linh tộc thánh vực nhị trọng đối diện kia, sắc mặt trắng nhợt, thân thể kìm lòng không được cứng ngắc. Thân phận của ta có lẽ không cần phải nói rồi à. Chắp hai tay sau lưng, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn lại. Tình huống dị linh tộc như thế nào, hắn không biết chút gì, coi như ngoan nhân biết rõ, cũng là mấy vạn năm trước bố cục, hơn nữa ký ức tổn thất nghiêm trọng, tùy tiện biên một cái tên, là có khả năng hồ lộng qua, nhưng vạn nhất biên sai, căn bản không có dòng họ này, chẳng phải trực tiếp đụng lên vết đao. Lại nói, biên một cái tên người nào cũng không biết, đối phương cũng không xem là gì, coi như có thể lẫn vào đội ngũ của bọn hắn. Muốn cứu người, cũng là không thể nào. Biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang một thân phận làm cho đối phương kiêng kỵ. Nếu như dị linh tộc dùng độ tinh thuần của sát lục chân khí phân đẳng cấp, vậy trước tiên hù dọa một phen rồi hãy nói. Dù sao loại sự tình này cũng là quen việc dễ làm nhiều lắm, hạ bút thành văn, không khó xử chút nào. Không cần nhiều lời. Dị linh tộc thánh vực nhị trọng sững sờ, vẻ mặt tràn đầy ngốc trệ. Thấy cũng chưa thấy qua ngươi. Nào biết được ngươi là cái dễ hành nào? Không cần phải nói. Ngươi ngược lại nói một chút a. Chương 1753, chủ nhân, ta rất cứng đấy. 1. Bất quá, tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng dị linh chân khí trong cơ thể đối phương hùng hậu cường đại, làm cho người ta có cảm giác bành trướng như núi, so với hắn cao minh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, ít nhất cũng đạt tới vương giả trở lên. Không cần nghĩ cũng biết, thân phận vô cùng cao quý. Thế nào? Ngay cả ta cũng không biết, người đâu, kéo cái ngu xuẩn này ra ngoài băm vằm cho ta. Thầy hắn ấp úng, có chút làm không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, Trương Huyền nhíu mày, hét lớn một tiếng. Cái này, nghe được hắn hét lớn, lần này không chỉ dị linh tộc thánh vực nhị trọng kia ngẩn người, chung quanh một vòng dị linh tộc, cũng đều hóa gỗ rồi. Mới mở miệng liền muốn giẫm đội trưởng của chúng ta, ngươi là người nào a? Cái bệnh viện tâm thần nào chạy đến sao? Chẳng lẽ, dị linh tộc thánh vực nhị trọng cũng phiền muộn, đang không biết như thế nào cho phải, đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, nghĩ tới một người, biến sắc. Chẳng lẽ các hạ là, Kim Diệp Vương? Trong truyền thuyết, Kim Diệp Vương hiếu chiến, hung tàn, một lời không hợp liền muốn động thủ. Hắn chưa bao giờ thấy qua vị vương gia này, chỉ nghe qua tên. Nhưng người trước mắt này, lực lượng trong cơ thể tinh thuần như thế, lại có khí thế như vậy. Mới mở miệng liền giết người, có thể đúng là người này hay không? Hừ, coi như ngươi còn có chút nhãn lực. Hừ lạnh một tiếng, Trương Huyền giơ đầu lâu lên. Đội trưởng đội thứ 214 dưới trướng Thanh Diệp Vương. Đông Việt, gặp qua vương gia. Nghe hắn xác nhận thân phận, dị linh tộc thánh vực nhị trọng Đông Việt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, đồng thời cũng nghi kỵ, nhịn không được mở miệng. Lần trước vương gia chúng ta nói, hắn muốn đi qua. Để cho chúng ta sớm chuẩn bị, lúc này mới bắt những danh sư này, tính toán hiến tế, thu hoạch lực lượng, phá vỡ phong ấn, nghênh đón hắn đến, sao còn không có hiến tế, người đã tới rồi. Nói không kỳ quái, đó là giả dối. Bọn hắn lệ thuộc trực tiếp Thanh Diệp Vương quản hạt, cùng Kim Diệp Vương chênh lệch cách xa vạn dặm. Thanh Diệp Vương tiêu phí trả giá cực lớn, sử dụng phương pháp đặc thù, mới đưa bọn hắn đến nơi đây, vốn nghĩ rằng chờ thời cơ chín muồi. Mượn nhờ danh sư hiến tế, để đối phương thông qua phong ấn tới chỗ này. Kết quả, chuẩn bị còn chưa chấm dứt, tế tự cũng không có bắt đầu, hắn đã tới rồi. Kim Diệp Vương cùng Thanh Diệp Vương bọn họ nổi danh, không có cùng xuất hiện quá lớn. Vương gia của mình không tới, hắn lại tới, xảy ra chuyện gì? Thế nào, hành tung của ta còn cần báo cáo cho ngươi? Nhướng mày, hai mắt Trương Huyền nheo lại,
mang theo sát cơ lạnh lùng, uy nghiêm vô thượng. Đồ vật không biết tôn ti cao thấp, có tin hiện tại ta giết ngươi, Thanh Diệp Vương cũng không dám nhiều lời một câu hay không. Ta, thân thể Đông Việt cứng đờ, mồ hôi lạnh trên đầu trực tiếp xông ra. Đối phương là huyết mạch vương tộc, hắn chỉ là binh sĩ bình thường, thực ra tay giết, Thanh Diệp Vương khẳng định sẽ không giúp hắn nói chuyện. Đây là thân phận, cũng là địa vị. Thuộc hạ không dám. Quỳ dạp xuống đất, đại khí cũng không dám ra ngoài. Đã sớm nghe nói Kim Diệp Vương không nói quy củ, chuyện gì cũng dám làm, tận mắt thấy. Quả nhiên hung ác. Không dám tốt nhất. Hừ một tiếng, Trương Huyền tựa hồ đối với thái độ của đối phương còn có chút thỏa mãn, lúc này mới đi về phía trước một bước, ngón tay chỉ đám người Lục Phong. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tính toán bắt đám người kia, dùng để tế tự, bài trừ phong ấn, nghênh đón. Nghênh đón vương gia đi vào. Đông Việt vội vàng giải thích. Tế tự, nghênh đón Thanh Diệp Vương. Trương Huyền nhíu mày. Tuy không biết rõ mục đích đối phương làm như vậy, nhưng mà thông qua lời nói vẫn có thể phân tích ra một ít. Xem ra mình tới đúng lúc, một đám binh sĩ liền đáng sợ như vậy, thật muốn có vương giả linh tộc tới đây, Hồng Viễn Thành còn không trong nháy mắt biến thành địa ngục. Nhìn trên mặt hắn, tựa hồ mang theo vẻ không vui, khóe miệng Đông Việt co lại, lúc này mới phản ứng tới, vội vàng nói. Vốn là nghênh đón Thanh Diệp Vương, nếu như vương gia đã đến, coi như xong, hiện tại ta liền giết bọn người kia. Có thể ngồi ở trên vị trí này, hắn chẳng những không ngốc, còn là một nhân tinh. Tuy Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương không có truyền ra tin tức không hòa thuận, nhưng một cái đến, lại tế tự mang một người khác nữa, không phải muốn chết là làm gì. Nói xong, nhìn tất cả dị linh tộc ở sau lưng khoát tay áo. Người tới, giết bọn người kia đi. Vâng. Nghe được phân phó, tất cả dị linh tộc đứng dậy, lần nữa nhìn về phía đám người Lục Phong bị vây công, đằng đằng sát khí. Chư vị, hôm nay chúng ta khả năng đều phải ở lại chỗ này rồi. Đi tới nơi này, không có ý định còn sống đi ra ngoài, lưu lại thì như thế nào? Giết một cái đủ vốn, giết hai cái buôn bán lời. Hặc hặc, đến đi, nếm thử thực lực của gia gia bọn ngươi. Cho dù chết, cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Chứng kiến nhiều dị linh tộc như vậy động sát cơ, vây tất cả danh sư vào giữa, mọi người đều siết chặt nắm đấm, cất tiếng cười to, từng cái lộ ra biểu lộ thấy chết không sờn. Những danh sư lục tinh đỉnh phong này, giống như Trương Huyền đoán, trên cơ bản đều là tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, không cách nào đột phá, hoặc là tuổi thọ đi tới cuối. Tiến nhập địa quật, không có ý định sống đi ra ngoài. Danh sư, nếu như ở thời điểm cùng dị linh tộc tranh đấu tử vong, không coi ra gì. Bởi vậy, nghe được đối phương muốn giết bọn hắn, chẳng những không sợ hãi, ngược lại chiến ý dạt dào. Chương 1754, chủ nhân, ta rất cứng đấy. 2. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Có thể giết nhiều một dị linh tộc, liền đại biểu bảo vệ một phương an bình, mặc dù chết cũng không hối hận. Thứ không biết chết sống, lúc trước hạ thủ lưu tình, là vì lưu lại mạng chó của các ngươi, dùng máu tươi tế tự. Hiện tại vương gia đã đến, còn muốn các ngươi làm gì? Thấy mấy người chẳng những không sợ, còn hào khí ngất trời, sắc mặt Đông Việt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, phất tay. Dầm ào ào. Tất cả dị linh tộc đồng thời nhấc tay, một cỗ lực lượng cuồng bạo hội tụ, tùy thời sẽ giết ra. Cỗ lực lượng này hủy thiên diệt địa, một khi đánh ra, tất cả danh sư bị vây vào giữa, vốn là trọng thương, tất nhiên sẽ bị đánh gục. Chậm đã. Nhướng mày, thanh âm của Trương Huyền vang lên. Nghe được hắn quát, dị linh tộc đang chuẩn bị tiến công đồng thời ngừng lại, vẻ mặt của Đông Việt cũng nghi hoặc nhìn qua. Kim Diệp Vương luôn luôn lãnh huyết, sát phạt quả quyết, nguyên nhân chính là như thế, hắn nhìn thấy mới sợ hãi như thế, sao bản thân muốn động thủ, hắn ngược lại gọi ngừng. Lưu bọn chúng lại, ta còn có việc muốn hỏi. Trương Huyền thản nhiên nói. Có được kinh nghiệm ngụy trang dương sư, biết rõ ngụy trang một cao thủ như thế nào, hơn nữa, khí tức của ngoan nhân cường đại mà cuồng bạo. Ấn tượng ban đầu của đối phương giữ vai trò chủ đạo, không nhìn ra kẽ hở chút nào. Vâng. Nghe được Vương có việc còn muốn hỏi, lúc này Đông Việt mới chợt hiểu ra, khoát tay, tất cả dị linh tộc chuẩn bị tiến công đều thả tay xuống. Bất quá, cũng không buông lỏng, còn vây quanh chung quanh, một khi muốn chạy trốn, sẽ lôi đình vạn quân. Không biết Vương gia muốn hỏi cái gì, thuộc hạ lập tức phái người thẩm vấn. Biết rõ mọi người không cách nào đào tẩu, Đông Việt ôm quyền nói. Những danh sư này đều là xương cứng, rất có khí khái,
không sử dụng chút thủ đoạn, rất khó từ trong miệng bọn hắn biết rõ tin tức xác thật. Sợ đối phương hiểu lầm, sau khi nói xong, Đông Việt vội vàng giải thích. Đi vào địa quật thời gian tuy không dài, nhưng mà hắn tiếp xúc qua không ít danh sư, biết rõ bọn người kia, đều có được tín niệm vô cùng kiên định, căn bản không phải thẩm vấn bình thường có thể thẩm vấn ra tin tức. Ngay cả chết còn không sợ, làm sao có thể sợ hãi thẩm vấn. Không cần, ta sự tình muốn biết rõ, không tiện để càng nhiều người biết được. Chỉ cần tìm cho ta một chỗ yên tĩnh, để cho ta đơn độc thẩm vấn là được. Trương Huyền cũng không giải thích, chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững mà cao xa. Làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Vâng. Nghe được hắn muốn đích thân thẩm vấn, Đông Việt chần chừ một chút, nhẹ gật đầu, ôm quyền. Vương gia, chỗ ở tạm thời của chúng ta cách đây không xa, không bằng đi chỗ đó, cũng có thể cam đoan bọn hắn không cách nào chạy trốn. Ân. Trương Huyền gật đầu. Nơi này trống trải, chung quanh khắp nơi đều là dị linh tộc, coi như đối phương coi hắn là Kim Diệp Vương, ở đây, khẳng định cũng không cách nào mang người đi. Nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh, mới có cơ hội. Lại nói, mục đích tới đây là muốn dò la, những dị linh tộc này đến cùng xảy ra chuyện gì, thuận tiện giải quyết tai họa ngầm, tự nhiên không thể lơ là. Mời. Nhẹ gật đầu, thân thể Đông Việt nhoáng một cái, đi đầu dẫn đường. Trương Huyền không nói thêm lời, bay lên, theo sát ở sau lưng, đồng thời ý niệm lặng lẽ câu thông ngoan nhân. Hắn nói Kim Diệp Vương gì kia, người có từng nghe nói qua. Những vãn bối hậu nhân này, ta làm sao biết được. Đoán chừng là Đông Việt kia, cũng chưa từng thấy qua Kim Diệp Vương, cảm nhận được chân khí của ngươi tinh khiết, cường đại, lúc này mới tin là thật. Ngoan nhân suy nghĩ một chút, nói. Dị linh tộc đẳng cấp xâm nghiêm, sát lục chân khí cường đại, lại đại biểu địa vị cao, xương ngón tay của ta mới vừa vặn khôi phục, khoảng cách trình độ trước kia, còn có một đoạn rất lớn, nhưng ngưng tụ ra chân khí, cũng không phải đám người kia có thể lý giải. Ân. Trương Huyền gật đầu. Suy đoán của hắn cũng là như thế. Ngoan nhân vốn là hoàng giả cường đại nhất của dị linh tộc, coi như là đoạn xương ngón tay này cách thời kỳ đỉnh phong không biết bao xa, nhưng lực lượng tinh thuần cũng tuyệt không phải bọn người kia có thể lý giải. Hơn nữa bản thân ngụy trang giống như đúc, làm cho đối phương cho rằng là Kim Diệp Vương, cũng là rất bình thường. Bây giờ ngươi xuất thủ, có thể chém giết toàn bộ bọn người kia không? Trương Huyền hỏi. Nếu như ngoan nhân động thủ, có thể dễ dàng giết bọn người kia, sẽ miễn trừ phiền toái rất lớn. Hiện tại công kích cường đại nhất của ta, là sát lục ý niệm. Đối phó chủng tộc khác, mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối phó bọn hắn, hiệu quả còn kém nhiều. Ngoan nhân tràn đầy lúng túng. Mỗi ngày nói khoác bản thân bao nhiêu lợi hại, thời điểm chính thức muốn dùng, lại không thể ra tay. Nó thành công đoạt xá xương ngón tay giữa, sức chiến đấu tăng cường một ít, đơn thể chiến đấu còn có thể. Nhưng đối phó nhiều người như vậy, vẫn còn có chút kém. Lại nói, thủ đoạn công kích mạnh nhất là sát lục ý niệm, đối phó danh sư, thánh thú hiệu quả không tệ, người chúng chiêu sẽ lập tức cứng ngắc, tùy ý xâm lược. Nhưng đối phó đồng loại cũng là dị linh tộc, hầu như không có bất cứ tác dụng gì. Được rồi. Thấy hắn bác bỏ nhanh như vậy, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nhếch miệng, nhỏ giọng lải nhải. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cũng là đầu thương sáp. Không có ích a. Nghe nói như thế, ngoan nhân lảo đảo, thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Chủ nhân, ta không phải đầu thương sáp, rất cứng đấy, thật rất cứng. Chương 1755, người nào gọi ta? 1. Thời điểm hai người nói chuyện với nhau, tất cả dị linh tộc đã triệt để khống chế đám người Lục Phong, hơn nữa mang theo tới đây. Bọn hắn bị nhiều dị linh tộc như vậy vây công, vốn đã dầu hết đèn tắt, nếu không phải đối phương cần máu tươi tế tự, khẳng định đã sớm chết, chống lại không được bao lâu, cũng hợp tình hợp lý. Dị linh tộc vây công, Trương Huyền cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Nếu như đối phương hiểu lầm mình là Kim Diệp Vương, liền khẳng định không dám giết chết, chỉ cần không chết, liền có thể cứu. Một đường đi về phía trước, thời gian không lâu, liền thấy một kiến trúc cực lớn xuất hiện ở trước mắt. Dựa vào núi mà xây dựng, lan tràn vài dặm, giấu ở dưới màn trời u ám. Băng lãnh âm trầm, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Lớn như thế, Trương Huyền nhíu mày. Địa quật, là thông đạo kết nối nhân loại cùng chiến trường ngoại vực, dựa theo tình huống bình thường, tuy nguy hiểm, nhưng không có quá nhiều dị linh tộc mới đúng, mà mảnh kiến trúc này, có thể dung nạp hơn 10 vạn người, chẳng lẽ. Dị linh tộc đã đột phá phong ấn,
định cư ở chỗ này. Thật như vậy mà nói, chỉ sợ Hồng Viễn đế quốc sẽ gặp phải nguy hiểm. Hơn 200 dị linh tộc, thủ đô đế quốc chưa hẳn có thể giữ vững vị trí, thật muốn toát ra hơn 10 vạn, Thanh Nguyên Phong Hào đế quốc, chỉ sợ cũng sẽ kinh hãi. Đi theo sau lưng đối phương, Minh Lý Chi Nhãn lặng lẽ mở ra, nhìn vào trong kiến trúc. Bên trong cực kỳ trống trải, bất quá cũng không có dấu vết sinh mệnh tồn tại. Vương gia, đây là chúng ta ở hơn 2 tháng này, tu kiến ra căn cứ, đóng quân mấy vạn người cũng không thành vấn đề. Đại quân tới mà nói, hoàn toàn có thể cam đoan nơi ở. Đông Việt Tranh Công cười cười. Ân, ẩn đi Minh Lý Chi Nhãn, Trương Huyền nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm thở ra. Nguyên lai là tới trước tu kiến, còn tưởng rằng đã cư trú đầy dị linh tộc. Xem ra phòng ấn có biến cố, nhưng không có đạt tới tình trạng bọn người kia có thể tùy ý tiến nhập. Căn cứ lời nói của đối phương, có thể phân tích ra hai điểm. Thứ nhất, muốn Thanh Diệp Vương tới đây, cần lấy danh sư tế tự, cũng không phải đơn giản nói tới có thể tới. Thứ hai, bọn hắn hẳn là tiên quân, tới đây xây dựng căn cứ, nghĩ biện pháp cùng bên kia phòng ấn thành lập kết nối. Một khi thành công, vô cùng có khả năng đại quân xâm lấn. Thật muốn như vậy, liền phiền toái lớn rồi. Trong lòng suy tư, theo sát ở sau lưng Đông Việt, rơi vào trong khu kiến trúc. Những kiến trúc này cùng nhân tộc có khác biệt rõ ràng, có thể hội tụ sát lục chi khí ở chung quanh tốt hơn, ở chỗ này tu luyện sát lục chân khí mà nói, hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả làm chơi ăn thật. Xem ra dị linh tộc, cũng không thiếu thế hệ tinh anh, không kém trận pháp sư của nhân loại bao nhiêu. Cũng khó trách, nếu như không cường đại như vậy, cũng không có khả năng ở lúc trước khổng sư xuất hiện, chèn ép nhân loại không có lực phản kháng. Nghe qua vương gia đối với kiến trúc, trận pháp, cực kỳ tinh thông. Nếu như có không thích hợp chỗ, thuộc hạ có thể lập tức phái người đi đổi. Đông Việt nhìn qua. Không. Đang muốn nói không cần cải biến, trong lòng Trương Huyền khẽ động. Xem ra gia hỏa này, còn không có xác nhận thân phận của mình, muốn thăm dò. Kim Diệp Vương, đến cùng tinh thông kiến trúc, trận pháp hay không, bản thân cũng không rõ ràng, vạn nhất nói đúng phương pháp sửa lại, kết quả người phía trước không tinh thông, tương đương trực tiếp lòi đuôi, mà nếu tinh thông, nói không đúng. Tất nhiên, cũng là phiền toái. Xem ra gia hỏa này không ngốc, nháy mắt liền đào cái hối cho hắn. Loại tình huống này, nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Người với vương gia của mình, cũng nói lời như thế. Nhướng mày, sắc mặt của Trương Huyền trầm xuống. Nếu như trả lời cũng không nhất định đúng, không trả lời, cũng không nhất định đúng, dứt khoát không dây dưa ở vấn đề này nữa. Ta, thân thể Đông Việt cứng đờ. Lúc này mới cảm thấy vừa rồi hỏi, có chút đi quá giới hạn, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Đường đường vương gia, muốn nói đã nói, không muốn nói đừng hỏi, há là một thuộc hạ như hắn nên hỏi thăm hay sao? Tốt rồi, ta không rảnh nói nhảm với ngươi, những người kia, đơn độc đưa đến một mật thất, trong 30 mét xung quanh, đừng cho người tới đây. Không có tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, Trương Huyền nói. Vâng, thấy hắn cũng không truy cứu, Đông Việt gật đầu. Nhẹ nhàng thở ra, quay người đi ra ngoài an bài, thời gian không lâu đi vào trước mặt. Vương gia, ta đã an bài vào những người kia cung điện phía trước. Ân, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vương gia cẩn thận, nhân loại giảo hoạt, thủ đoạn quỷ dị, ta sợ bọn hắn sẽ bất lợi với ngươi. Đông Việt nói, một đám gà đất chó kiểng mà thôi, coi như ta đứng ở tại chỗ, để cho bọn họ công kích, lại có thể làm khó dễ được ta. Trương Huyền cười lạnh. Chắp hai tay sau lưng, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể bay lên. Vâng, cảm nhận được cỗ lực lượng này, Đông Việt nhíu mày. Lấy thực lực của đối phương, muốn giết hắn một ngón tay cũng không cần. Đừng cho người qua, ta đi một chút sẽ trở về. Hừ lạnh một tiếng, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, nhấc chân đi thẳng về phía trước, trong nháy mắt biến mất, tiến nhập cung điện phía trước. Vâng, Đông Việt nhẹ gật đầu, thấy hắn biến mất. Lúc này mới nhăn mày lại, quay đầu phân phó. Người đâu? Đội trưởng. Chỉ chốc lát, một dị linh tộc vội vã đi tới. Người bây giờ đi bên phòng ấn điều tra một chút, hôm nay còn có người tới đây không? Đông Việt nói. Vâng. Dị linh tộc này nhẹ gật đầu, vội vàng tháo chạy. Tuy trong lòng đã tin tưởng 89 phần 10, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút, chuyện lần này, liên lụy quá lớn, ngàn vạn không thể có bất kỳ sơ hở. Chương 1756, người nào gọi ta? 2. Trong cung điện,
Đám người Lục Phong viện trưởng bị giam ở trong đó, trên thân buộc gông xiềng, tu vi đều bị thủ đoạn đặc thù áp chế, từng cái nằm trên mặt đất, cực kỳ suy yếu. Xem ra lần này chúng ta chạy trời không khỏi nắng rồi. Cười khổ một tiếng, một vị danh sư nói. Đúng vậy, bất quá chỉ tiếc, không có giết nhiều vài dị linh tộc. Một lão giả lắc đầu. Đối phương không giết chúng ta, cũng không biết muốn thẩm vấn cái gì, bất quá, cho dù ta chết, cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Một danh sư nghiến răng. Dị linh tộc cùng danh sư, lẫn nhau là tử thù, đối phương không giết bọn hắn, rõ ràng có vấn đề. Cho dù bọn hắn chết, cũng sẽ không làm phản đồ của nhân loại. Đúng rồi, Lục Phong, chúng ta là tuổi thọ sắp đến điểm cuối, ngươi còn trẻ, càng là danh sư học viện luyện đan học viện viện trưởng, tới đây làm gì? Một lão giả nhìn không được nói. Nghe được đối phương hỏi, những người khác cũng đồng loạt nhìn lại. Những ngày này một mực bị đuổi giết, không có thời gian hỏi nhiều, hiện tại trốn không thoát, tùy thời sẽ tử vong, tất cả mọi người muốn biết là loại nguyên nhân nào. Tới đây, cơ bản đều là tiền đồ xa vời, không còn hy vọng, Lục Phong này, không riêng gì danh sư học viện đệ nhất hệ viện trưởng, càng là nửa bước thần thức cảnh, sao cũng tới. Ta, một lời khó nói hết, là nguyên nhân của chính ta. Lục Phong lắc đầu. Nếu không phải hắn khiêu khích Trương Huyền, sao lại rơi vào kết quả như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải bị người hãm hại hay không? Một danh sư nhịn không được nói. Là ta đắc tội người không nên đắc tội, tự động xin đi giết giặc. Lục Phong nói. Mặc dù ở nơi đây cửu tử nhất sinh, nhưng hắn cũng không hối hận. Làm viện trưởng, là vì nhân loại làm cống hiến, ở chỗ này đồng dạng cũng thế, chỉ là ở chỗ này, cho dù chết, cũng yên lặng vô danh mà thôi. Đắc tội người. Mọi người càng thêm kỳ quái. Đường đường danh sư học viện thay mặt viện trưởng, nửa bước thần thức cảnh, đến cùng đắc tội người nào, mới có thể bị đuổi đến đây, thập tử vô sinh. Đúng vậy, đắc tội một đệ tử. Lục Phong gật đầu. Đệ tử. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Ngươi là lão sư, càng là viện trưởng, đắc tội một đệ tử liền thành dạng này. Học sinh này cũng quá mãnh liệt đi. Là, hậu bối của thánh nhân quý tộc. Một lão giả nhớ tới cái gì, nhịn không được nói. Không phải, chỉ là một đệ tử bình thường từ Huyễn Vũ Đế Quốc tới. Lục Phong nói. Huyễn Vũ Đế Quốc tới. Mọi người nhìn nhau, càng thêm mê hoặc. Người từ đế quốc nhị đẳng tới. Người đường đường thay mặt viện trưởng, chơi đùa đến nơi này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Biết rõ các ngươi không tin, nói thật, những ngày này ta một mực nghĩ lại, cũng cảm thấy như nằm mơ. Nhìn vẻ mặt của mọi người ở trong mắt, Lục Phong cười khổ một tiếng. Như vậy đi, ta nói sự tình hắn tiến nhập học viện cho các ngươi một lần, các ngươi sẽ biết xảy ra chuyện gì. Lắc đầu, Lục Phong nói sự tình Trương Huyền tiến nhập danh sư học viện một lần, sự tình Dương sư. Bởi vì liên lụy danh sư cấp bậc cao hơn, không thể nhiều lời. 20 tuổi, khiêu chiến y thuật của Vưu Hư phó viện trưởng, còn thắng. Giảng bài, giảng đến muôn người đổ xô ra đường, tất cả lão sư học sinh xôi trào. Tuổi còn trẻ, thuần phục thánh thú thánh vực nhị trọng. Danh sư học viện Kim Nguyên Đỉnh, sơ soạn một lần, liền nhận chủ. Nghe tất cả sự tích của Trương Huyền vào tai, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Một người tiến nhập học viện ngắn ngủn mấy tháng, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thật hay giả? Thiên tài như thế, ngươi lại làm sao có thể cùng hắn gây ra mâu thuẫn? Một vị danh sư nhìn không được hỏi. Lão sư không phải đều ưa thích đệ tử thiên tài sao? Gia hỏa này nghịch thiên như thế, nên ưa thích mới đúng, vì sao mâu thuẫn? Cũng bởi vì quá nghịch thiên, ta hoài nghi, hắn là vương giả của dị linh tộc lẫn vào học viện, nếu không, làm sao sẽ tuổi còn trẻ? Thì có loại thực lực cùng lý giải nhiều phụ tu như vậy. Lục Phong cười khổ một tiếng, ngẫu nhiên lắc đầu. Về sau mới biết được, cái ý nghĩ này là hoang đường cỡ nào. Hắn vẫn cảm thấy đối phương là vương giả của dị linh tộc, nhưng nhìn thấy Dương Sư, mới biết được ý tưởng buồn cười như thế nào. Thiên nhận danh sư, dạy dỗ đệ tử, có thể là dị linh tộc. Nói đùa sao? Hoang đường, vì sao hoang đường, nếu là ta cũng sẽ cảm thấy như vậy. Một người thiên tài cũng có hạn độ, 20 tuổi liền lý giải nhiều như vậy, đổi lại người nào, cũng khó mà tin được. Đúng vậy, ta cũng có hoài nghi. Cũng bởi vì ngươi hoài nghi hắn, lại bị đuổi đến nơi này. Tất cả danh sư nhíu mày. Nếu như chỉ là chút việc nhỏ ấy, liền bị trừng phạt lớn như thế,
không khỏi chuyện bé xé ra to a. Các ngươi còn không hiểu rõ lắm, hiện tại ta liền giới thiệu cho các ngươi một chút, vị Trương Huyền Trương sư này. Thấy mọi người nghĩ như vậy, Lục Phong lắc đầu, đang muốn giải thích, liền nghe được, đại môn cung điện két. Một tiếng mở ra, một cái đầu theo khe cửa chen vào. Ánh mắt sáng ngời nhìn qua. Người nào gọi ta? Khuôn mặt cực lớn, nhếch miệng cười cười, lộ ra cực kỳ dữ tợn. Chương 1757, không biết lòng người tốt một. Gọi ngươi. Chứng kiến dị linh tộc này, đúng là Kim Diệp Vương muốn thẩm vấn bọn họ, khóe miệng của tất cả mọi người đều co lại. Chúng ta chỉ là đang nói. Danh sư học viện tân nhiệm viện trưởng cùng Lục Phong mâu thuẫn, người nào hô ngươi? Đừng tự mình đa tình a. Con mắt của Lục Phong càng trừng to. Khuôn mặt xấu như vậy, người nào sẽ gọi ngươi? Đang muốn nói chuyện, liền thấy gia hỏa xấu xí kia đi tới. Mới vừa rồi còn nghĩ làm sao giải thích với các ngươi, nếu như nhận ra, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Đi vào trước mặt, gia hỏa xấu xí đưa tay liền muốn cởi xiềng xích ở trên thân thể bọn hắn. Ngươi muốn làm gì? Mọi người giật nảy mình. Giải thích, nhận ra, nhận thức muội muội ngươi a. Chúng ta là danh sư chính trực, cùng dĩ linh tộc chưa bao giờ liên hệ qua, nói thân mật như vậy, người nào nhận thức ngươi là ai? Làm gì, không mở xiềng xích, làm sao rời đi? Thấy mọi người rõ ràng nhận thức thân phận của hắn, còn vẻ mặt cảnh giác, dĩ linh tộc lắc đầu. Gia hỏa này, dĩ nhiên là Trương Huyền. Còn không có vào cửa, liền nghe được có người hô tên của hắn, còn muốn giới thiệu kỹ càng, trong lòng kỳ quái, đẩy cửa nhìn sang. Thấy nói chuyện chính là Lục Phong, lúc này mới chợt hiểu ra. Hẳn là nhận ra bản thân, giải thích cho những người khác. Không phải vậy, làm gì bị nhốt ở trong này, còn đối với mình nhớ mãi không quên. Nhận ra tốt nhất, đang lo thân phận này nên giải thích như thế nào đây? Rời đi, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Muốn giết cứ giết, muốn thi triển quỷ kế với chúng ta, nằm mơ. Tránh ra, không nên đụng xiềng xích của chúng ta. Chúng ta có thể tới nơi đây đã ôm quyết tâm phải chết, muốn thu mua chúng ta, người còn là thôi đi. Thấy vị dị linh tộc này muốn thả bọn họ rời đi, tất cả mọi người đều hừ lạnh. Vô sự ân cần, không gian thức đạo, nhìn bộ dạng vô sỉ của hắn, liền biết không phải là người tốt lành gì. Chút ơn huệ nhỏ ấy, liền nghĩ thu mua bọn hắn, không khỏi quá không để chức nghiệp danh sư vào mắt rồi. Ta là tới cứu các ngươi. Thấy những người này vẻ mặt không tin. Ngược lại hắn trở thành người xấu, Trương Huyền vội vàng nói. Vừa rồi không phải các ngươi giới thiệu ta sao? Sao đảo mắt liền trở mặt không nhận? Cứu chúng ta, người một vương giả dị linh tộc, sẽ cứu chúng ta. Nghĩ đến lạt mềm buộc chặt, thu mua lòng người, thật muốn như vậy, người cũng không tránh khỏi nghĩ chúng ta quá đơn giản. Tất cả danh sư cười lạnh. Ta, không nghĩ tới bị đối phương hiểu lầm, còn xuất hiện sự tình lúc trước lo lắng, Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Nhìn về phía Lục Phong viện trưởng cách đó không xa. Lục viện trưởng, bọn hắn không tin ta, người tổng không có khả năng cũng không tin a. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, cơ bắp toàn thân khanh khách rung động, khôi phục bộ dáng vốn có. Ta là Trương Huyền a. Trương Huyền. Lục Phong sững sờ, con mắt trợn tròn, thân thể cứng đờ, mang theo sát khí nồng đậm. Ngươi, quả thật là vương giả dị linh tộc, ta muốn giết ngươi. Lúc trước. Vị Trương Huyền lão sư này xuất hiện, các loại giải thích cực kỳ hợp lý, khiến hắn cảm thấy đã hiểu lầm một vị thiên tài danh sư, nản lòng thoái chí, cam tâm tình nguyện đi tới nơi này hẳn phải chết chi địa, dùng tính mạng tới sám hối. Vốn tưởng rằng lần này tử vong, mới có thể chuộc lại tội lỗi của mình. Ai ngờ, lập tức muốn chết rồi, tận mắt nhìn đến, vương giả dị linh tộc biến thành Trương Huyền. Nói cách khác, gia hỏa này lừa tất cả trưởng lão danh sư học viện và mình. Ngươi đã hiểu lầm. Không nghĩ biến về bộ dáng bản thân, đối phương sẽ tức giận như thế, Trương Huyền vội vàng giải thích. Ta không phải dị linh tộc, ta là Trương Huyền, chuyên môn tới cứu các ngươi. Bành! Nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một cỗ lực lượng vọt tới, quay đầu nhìn lại, liền thấy một lão giả từ phía sau lưng đạp tới. Thân thể nhoáng một cái, tránh thoát công kích, Trương Huyền nhíu mày. Ngươi làm gì? Hảo tâm tới cứu người, gia hỏa này ở sau lưng đánh lén. Quả thực hơi quá đáng. May mắn bản thân bị trọng thương, hơn nữa lực lượng bị giam cầm, nếu không, thánh vực nhất trọng đỉnh phong đánh lén, coi như là hắn, cũng phải ăn được một bình. Đã sớm nghe nói vương giả dị linh tộc, có thể giả mạo nhân loại,
danh sư cũng không cách nào phân biệt. Thật tốt, cũng dám lẫn vào danh sư học viện, lừa gạt tất cả mọi người, còn chiếm được thân phận viện trưởng, ta muốn giết ngươi. Lão già tức giận đến chòm râu thổi bay. Để cho ta biết chân tướng sự tình, dù liều mạng, cũng muốn ngươi chết. Nhất định phải giết hắn đi. Trở thành viện trưởng, tất nhiên nắm giữ vô số cơ mật của nhân tộc, một khi chuyển quay lại dị linh tộc, liền nguy rồi. Tất cả danh sư đồng loạt đứng lên, vây Trương Huyền vào giữa, từng cái ánh mắt thấu hồng, tựa như sắp giết người. Bọn hắn vừa hoài nghi Trương Huyền, có thể là vương giả dị linh tộc, cái gia hỏa nhức đầu này, liền biến thành hình dạng của hắn. Sự thật đang ở trước mắt, cũng không cần hoài nghi rồi. Một dị linh tộc, lẫn vào danh sư học viện không nói, còn lên làm viện trưởng, cơ mật nhân tộc không biết bị hắn để lộ nhiều ít, không giết hắn, không phải phụ lòng danh xưng danh sư. Lục Phong cũng tức giận sắp bạo tạc nổ tung. Biểu hiện ra thân phận thiên nhận danh sư chính là Dương Huyền Dương Sư, vốn cho là đệ tử của hắn, sẽ không có vấn đề. Giờ phút này, tận mắt thấy nhiều dị linh tộc nghe hắn nói như vậy, hơn nữa ở trước mặt biến thành bộ dáng nhân loại, trong lòng không còn hoài nghi. Đường đường danh sư, lại có thể bị dị linh tộc lường gạt như thế, nắm đấm siết chặt, hàm răng sắp cắn nát. Đáng hận lúc trước hắn không có kiên quyết một ít, chọc thủng thân phận đối phương, kết quả. Xuất hiện loại cục diện không thể vãn hồi này. Các ngươi đã hiểu lầm, ta là nhân loại. Chương 1758, không biết lòng người tốt hay. Thấy mọi người khí thế hung hăng, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hắn ăn, Trương Huyền vội vàng khoát tay, cổ tay khẽ đảo, một con tử dương thú cực lớn xuất hiện ở trước mặt. Nó, các ngươi có lẽ nhận thức đi, tử dương thú, cương trực công chính, làm sao có thể thần phục dị linh tộc. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lục Phong đứng lên, gào thét. Mọi người đừng nghe hắn nói, ta cũng bởi vì cái này, sai lầm tin hắn, học viện lâm vào tình trạng nguy cơ, còn nghĩ gạt ta, không có cửa đâu. Đúng vậy, không thể tin hắn, vừa rồi ta tận mắt thấy hắn ra lệnh những dị linh tộc kia. Sát lục chi khí trong cơ thể hắn, tinh thuần trầm trọng, ít nhất cũng là vương giả dị linh tộc, hơn nữa vừa rồi ta nghe được tên kia xưng hô hắn gọi là Kim Diệp Vương. Lại có hai vị danh sư kêu lên. Ta, thấy mọi người đằng đằng sát khí, nếu không phải tu vi bị giam cầm, khả năng đã sớm xuất thủ, sắc mặt Trương Huyền khó coi. Cái này là cái gì vậy? Tới đây cứu người, đối phương không tin bản thân thì thôi, còn bị hiểu lầm là dị linh tộc. Không tin mình, coi như cởi bỏ xiềng xích, cũng trốn không thoát a. Còn cứu thế nào? Mấu chốt nhất là không thể thi triển thân phận thiên nhận danh sư. Trương Huyền phát điên. Chung quanh đều là dị linh tộc, hơn 200 đầu đạt đến thánh vực, một khi thi triển thiên nhận danh sư, tất nhiên gây nên chú ý, gây chuyện không tốt, bọn danh sư này còn không đi ra, mình cũng muốn treo ở nơi đây. Thân phận thiên nhận danh sư, chính là vì giấu giếm dị linh tộc, mới không có công bố, tin tức tiết lộ ra, tất nhiên lọt vào đuổi giết vô cùng vô tận. Còn điệu thấp thế nào? An toàn làm sao cam đoan? Nhưng không thi triển thân phận này, muốn các danh sư nhận thức bản thân, hơn nữa nghe lời, ngoan ngoãn rời đi, càng là hầu như không có khả năng. Lục Phong, ta thật sự là Trương Huyền, là tới cứu các ngươi. Thật sự nhịn không được, Trương Huyền nhìn sang. Ta biết rõ ngươi là Trương Huyền, cũng biết ngươi là vương giả dị linh tộc. Lục Phong nghiến răng. Muốn lại gạt ta, không có cửa đâu. Ta, chứng kiến hắn hận không thể phanh thây xé xác bản thân, Trương Huyền có chút phát điên. Sao càng giải thích càng đen? Đám người kia đều không tin mình, cái này nên làm gì bây giờ? Bên này Trương Huyền không biết giải thích như thế nào, chỗ đại điện của Đông Việt, thân ảnh lóe lên, dị linh tộc vừa mới đi ra ngoài kia, lần nữa vội vã đi đến. Đội trưởng, vương gia đến. Vương gia nào? Đông Việt ngẩn ngơ. Thanh Diệp Vương. Dị linh tộc vội nói. Thanh Diệp Vương, vương gia tới. Đông Việt lại càng hoảng sợ. Bọn họ là thuộc hạ của Thanh Diệp Vương, bắt những danh sư kia, mục đích chính là vì hiến tế, để vương gia thông qua phong ấn đi tới nơi này, không nghĩ tới người còn không có giết, đã tới. Vâng. Dị linh tộc vội vàng gật đầu. Nhanh đi nghênh đón. Đông Việt không dám nói nhảm, vội vã đi ra ngoài. Vừa tới ngoài cửa, quả nhiên thấy vương gia nhà mình cùng một trung niên nhân cười cười nói đi đến. Đông Việt gặp qua vương gia. Tiến về phía trước một bước, quỳ gối trên mặt đất. Ân, làm không tệ, cái doanh địa này, có thể dung nạp 10 vạn binh sĩ.
Thanh Diệp Vương thỏa mãn cười cười. Vị Thanh Diệp Vương này, dáng người cao hơn lớn Đông Việt, mặt trắng không râu, hai đầu lông mày mang theo một đạo khí khái hào hùng, làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Nhất là sát lục chi khí trong cơ thể, nồng đậm như thực chất, nhìn lên một cái, liền làm cho người ta có cảm giác, lâm vào xa trường, tùy thời cũng sẽ tử vong. Đa tạ vương gia khích lệ. Đông Việt nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nhìn trung niên nhân bên cạnh hắn. Tuy dáng người thấp hơn vương gia, lại mang theo lạnh lùng nghiêm nghị, như là hàn băng, làm cho người ta kìm lòng không được rét run. Cái doanh địa này xây dựng không tệ, cách phòng ấn cũng gần, bất quá, bốn phía có sơn mạch, rất dễ dàng che giấu binh sĩ, một khi địch nhân đến công, hoàn toàn có thể ẩn thân ở trong đó, để cho chúng ta cực kỳ bị động. Đang quan sát, trung niên nhân liền nhìn lại, thản nhiên nói. Cái này, không biết thân phận của đối phương, nghi hoặc nhìn vương gia, Đông Việt không biết trả lời như thế nào. Ân Thọ là chuyên gia phương diện này, nghe hắn không có sai. Thanh Diệp Vương nói. Vâng. Đông Việt nhìn qua, khom người ôm quyền. Đại nhân, không biết sửa đổi như thế nào. Rất đơn giản, di chuyển những sơn mạch này là được rồi, phương viên trăm dặm nơi đóng quân của chúng ta, đều phải là vùng đất bằng phẳng, như vậy mới có thể an toàn. Trung niên nhân nói. Di chuyển sơn mạch. Khóe miệng Đông Việt co quắp. Những sơn mạch trong địa quận này, tuy không cao, lại lan tràn phập phồng, không biết bao xa, tới di chuyển, coi như là tất cả mọi người động thủ, cũng cần tiêu phí công phu thật lớn, ít nhất 1-2 tháng. Phái người đi làm đi, mau chóng hoàn thành. Thấy được nét mặt của hắn, Thanh Diệp Vương cười cười, nói tiếp. Đúng rồi, quên giới thiệu một chút, vị ân huynh này, danh khí thật lớn, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, chính là một trong Thanh Điền Thập Đại Vương giả chúng ta. Kim Diệp Vương. Chương 1759, thật giả Kim Diệp Vương thượng. 1. Đông Việt sững sờ, lại càng hoảng sợ, bờ môi run rẩy. Kim Diệp Vương. Vừa tới một vị, tại sao lại xuất hiện một cái? Kim Diệp Vương không phải chỉ có một sao, lúc nào nhiều một người. Nhìn thấy vương gia, còn không hạ bái, thế nào đi ra một đoạn thời gian, một chút quy củ cũng không có. Thấy thuộc hạ của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm, một bộ gặp quỷ rồi, không có bất kỳ lễ tiết, Thanh Diệp Vương nhíu mày. Là thuộc hạ nhất thời quá mức khiếp sợ, có chút thất lễ. Đông Việt vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Khiếp sợ. Thanh Diệp Vương nghi hoặc. Thuộc hạ này của hắn, tuy thực lực không cao, nhưng năng lực rất mạnh, nếu không cũng sẽ không được bản thân ủy thác trách nhiệm phái đến nơi đây, có thể làm cho hắn thất thố như thế, ngay cả lễ tiết cũng quên, xảy ra chuyện gì. Là, lúc trước tới một vị tộc nhân cường đại, tự xưng Kim Diệp Vương, nghe được vị này cũng thế, cho nên thất thố. Đông Việt vội vàng giải thích. Tự xưng Kim Diệp Vương. Thanh Diệp Vương cùng Kim Diệp Vương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sửng sốt. Có ý tứ gì, ngươi nói là, có người giả mạo ta. Sắc mặt trầm xuống, Kim Diệp Vương tiến về phía trước một bước. Cái này, Đông Việt không biết trả lời như thế nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Diệp Vương nhìn lại. Bẩm báo vương gia, là như vậy, vừa rồi ta phái người vây giết danh sư, một tộc nhân xuất hiện, nói mình là Kim Diệp Vương, hiện tại. Đang thẩm vấn những danh sư kia, còn chưa rời đi. Đông Việt vội vàng nói chuyện vừa rồi một lần. Tự xưng Kim Diệp Vương. Thẩm vấn danh sư. Hai vị vương gia đồng thời nhíu mày. Mang bọn ta qua, ta cũng muốn nhìn xem, ai dám giả mạo ta. Sắc mặt trầm xuống, sát khí trên thân Kim Diệp Vương sôi trào, tựa hồ tùy thời sẽ bạo tạc nổ tung. Đường đường vương giả dị linh tộc, bị người giả mạo, đổi lại người nào, cũng sẽ không chịu nổi. Đông Việt nhìn vương gia nhà mình, thấy hắn gật đầu, lúc này mới lên tiếng, ở phía trước dẫn đường. Hai vị vương gia, mời. Trước không vội, trước phái người lặng lẽ phong tỏa chung quanh, ngàn vạn không nên đánh rắn động cỏ, sau đó lại qua. Rời đi hai bước, Thanh Diệp Vương ngừng lại, phân phó nói. Vâng. Đông Việt nhẹ gật đầu. Nếu như đối phương thật hay giả, bụng dạ khó lường, làm cho lòng người lạnh ngắt, tự nhiên phải bắt lấy thẩm vấn. Biết rõ mục đích như thế nào. Đi ra cửa phòng, Đông Việt phân phó vài câu, nghe được mệnh lệnh của hắn, hơn 200 dị linh tộc lúc trước đồng thời thoát ra, lặng yên không một tiếng động tiến nhập cung điện của Trương Huyền, vây lại. Những dị linh tộc này tiến thối tự động, thời điểm vây công, phong tỏa toàn bộ góc chết, đừng nói Trương Huyền,
coi như là thánh vực tam trọng muốn chạy ra, cũng cơ hồ không có khả năng. Tốt rồi, mang bọn ta qua nhìn xem. Thấy chuẩn bị thỏa đáng, Thanh Diệp Vương khoát tay, mấy người vội vã đi tới cung điện phía trước. Các ngươi có thể không tin ta, nhưng có thể nghĩ một chút, nếu như ta thật sự là vương giả dị linh tộc, sẽ cùng các ngươi nói nhảm. Chỉ sợ trực tiếp phái người giết sạch toàn bộ bọn ngươi rồi. Thấy mọi người đối với hắn nói, một cái dấu chấm câu cũng không tin, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ khoát tay áo. Ngươi nhất định là muốn từ trong miệng chúng ta được cái tin tức gì. Cố ý lấy lòng, tới tê liệt chúng ta. Một cái danh sư nghiến răng. Nhận tin tức. Trương Huyền lắc đầu. Ta là danh sư học viện viện trưởng, bí mật gì không biết, còn cần từ trong miệng các ngươi đạt được. Ngươi cảm thấy, thân phận của các ngươi vượt qua một vị viện trưởng. Cái này. Mọi người ngẩn ngơ. Mọi người đừng tin hắn khua môi múa mép, coi như là danh sư học viện viện trưởng, địa vị tôn sùng, cũng không có khả năng cái gì cũng biết. Hắn bắt lấy chúng ta, nhất định là muốn biết bí mật của địa quật. Lục Phong gào thét. Hắn nếm qua một lần thua thiệt của gia hỏa trước mắt này, đối với hắn nói, rút cuộc sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, đừng tin hắn. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Nếu như hắn không phải, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Sao có thể khiến nhiều dị linh tộc ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh như vậy? Những người này, quỷ kế đa đoan, cố ý lấy lòng, nhất định là có mưu đồ. Mọi người ngàn vạn lần đừng mắc lừa. Lại có danh sư thét dài. Các ngươi, ánh mắt Trương Huyền co giật. Cứu người cứu đến cầu ra ra báo nãi nãi, người khác còn không cảm kích. Thật sự là choáng váng. Có mưu đồ, bọn ngươi người già yếu, tùy thời cũng sẽ treo, có cái gì có thể để cho ta toan tính sao? Nhìn không được nữa, Trương Huyền khẽ nói. Lấy bộ dạng kia của các ngươi, cộng lại mấy chục vạn tuổi, có mưu đồ, có cái gì có thể toan tính. Chúng ta, một vị danh sư đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt của Tử Dương Thú trầm xuống. Chủ nhân, không tốt, chung quanh đều bị phong tỏa. Nó đã đạt tới thần thức cảnh, so với tất cả mọi người ở đây mẫn cảm, động tĩnh bên ngoài tuy rất nhỏ, nhưng đã nhận ra. Phong tỏa. Chương 1760, thật giả Kim Diệp Vương Thượng. 2. Trương Huyền sững sờ, vội vàng quay người, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, mượn nhờ cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy màn đêm như mực, vô số dị linh tộc phong tỏa toàn bộ chung quanh, tuy từng cái cất giấu khí tức, nhưng chỉ cần có người muốn từ nơi đây đi ra ngoài, tất nhiên bộc phát lôi đình một kích. Xảy ra chuyện gì? Trái tim nguội lạnh xuống, thần sắc của Trương Huyền ngưng trọng. Vừa rồi không phải thật tốt. Đối với lời của mình tin tưởng không nghi ngờ sao? Thế nào mới một lát, liền phong tỏa chung quanh, xem ra nhất định muốn giết chết bản thân không bỏ qua. Ngươi về trước đi. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền cũng biết, muốn chạy trốn là không thể nào, nhìn Tử Dương Thú khoát tay áo. Vâng. Tử Dương Thú nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, bị thu vào thiên nghĩ phong xào. Thu nó đi, thân thể Trương Huyền nhúc nhích, lần nữa biến thành dị linh tộc. Vừa thay đổi xong, liền nghe được đại môn cung điện két một tiếng, bị người từ bên ngoài mở ra, ba bóng người đi nhanh đến. Đi đầu là Đông Việt, mà hai vị sau lưng, cực kỳ lạ mặt, bất quá, lực lượng trong cơ thể lại bành trướng không ngớt, làm cho người ta có cảm giác áp bách cường đại. Thánh vực, tứ trọng, da mặt nhảy dựng, nắm đấm của Trương Huyền nhìn không được siết chặt. Hai vị này, không ngờ đạt tới thánh vực tứ trọng. Lúc trước còn đang suy nghĩ. Thật sự không được, dùng kim nguyên đỉnh mở một đường máu, thuận tiện đào tẩu, có cường giả cấp bậc này, cơ bản tương đương vô vọng. Biết rõ không cách nào đào tẩu, tuy Trương Huyền khẩn trương, nhưng cũng biết, phải bảo trì thanh tỉnh, tâm cảnh lặng lẽ vận chuyển, cả người rất nhanh khôi phục. Đông Việt, ta không phải đã nói đừng cho người tới đây quấy rầy sao? Thế nào, chẳng lẽ thực cho rằng ta không dám giết ngươi? Sắc mặt trầm xuống, hai đầu lông mày để lộ ra sát khí. Mặc dù không biết để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, làm cho đối phương nhìn ra, nhưng hiện tại, chỉ có thể tiếp tục ngụy trang, nếu không, gây chuyện không tốt thật sự có khả năng chết ở chỗ này. Nếu bọn danh sư ngu ngốc này, sớm chút tin tưởng mình, hiện tại khả năng đã trốn, sao sẽ bị động như thế? Không phải tại hạ lỗ mãng, mà là, vương gia nhà của chúng ta cùng Kim Diệp Vương đến, nghe nói ngươi cũng tự xưng Kim Diệp Vương, vì vậy sang đây nhìn xem. Đông Việt nói. Vương gia nhà các ngươi, Kim Diệp Vương, choáng váng, Trương Huyền thiếu chút nữa ngất đi. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ?
chỉ ngụy trang một lát, mượn dùng tên tuổi của đối phương mà thôi, bản thể đã tới rồi, thật hay giả. Lần trước là độc điện, ngụy trang đặc sứ, kết quả, không có trang bao lâu, người ta thật tới, chơi đùa thiếu chút nữa lật thuyền, lần này càng không may, ngụy trang Kim Diệp Vương, không chỉ hắn tới, ngay cả Thanh Diệp Vương cũng tới. Sao đen đủi như vậy? Ngươi là ai? Vì sao dùng tên của ta? Chứng kiến người trước mắt ngụy trang bản thân, khuôn mặt Kim Diệp Vương xanh mét, như là đáy nồi. Ngươi là ai? Trương Huyền nhướng mày. Không có đường lui khác, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ta là Kim Diệp Vương. Kim Diệp Vương nói. Gan chó thật lớn, gia hỏa ở đâu ra, dám giả mạo tên của ta. Đông Việt, còn không phái người bắt gia hỏa này lại. Phất tay, Trương Huyền quát lớn, chắp hai tay sau lưng, phóng xuất ra khí tức cường đại cùng lực lượng vô tận. Tại hạ mới là Kim Diệp Vương. Nói xong, cơ bắp trên mặt nhúc nhích, thời gian nháy con mắt, liền trở nên giống Kim Diệp Vương như đúc. Lúc trước hắn chỉ dựa theo bộ dạng khôi lỗi ngụy trang, hiện tại Kim Diệp Vương thật tới, đương nhiên phải giống như hắn rồi. Ngươi, thấy gia hỏa này không chỉ giả mạo hắn, còn biến thành hình dạng của mình, Kim Diệp Vương tức giận sắp nổ. Ngươi dám đùa lại giả một chút sao? Ở trước mặt biến thành hình dạng của ta, đây là coi tất cả mọi người mù à? Đây mới là dung mạo vốn có của ta, lúc trước, chỉ là ngụy trang một chút, không muốn dùng mặt thật khoe người mà thôi. Biến thành bộ dáng của đối phương, Trương Huyền nói. Ngươi rút cuộc là người nào? Ta cùng Kim Diệp Vương chung một chỗ xuyên qua phong ấn đến, thân phận của hắn tuyệt sẽ không giả. Thấy đối phương không có sợ hãi như thế, Thanh Diệp Vương nhìn không nổi nữa, nói. Hắn và Kim Diệp Vương cùng đi đến, tự nhiên càng tin tưởng vị bên người. Không có giả. Khoát tay áo, Trương Huyền thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Thanh Diệp Vương, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi không biết ra hỏa này, nhưng ta rất rõ ràng, lúc trước đã ngụy trang qua ta, bị ta phát hiện, giáo huấn qua một trận, ai ngờ quá mức giảo hoạt bỏ trốn. Không nghĩ tới, lại có thể trang đến nơi này, sớm biết như thế, nên ngay tại chỗ đánh chết, cũng không đến mức để thân phận của ta thật giả không phân biệt. Ngươi nói cái gì? Càng nghe càng cảm thấy nói chuyện không đâu, Kim Diệp Vương tức giận sắp nổ, sát ý sôi trào, tùy thời sẽ xuất thủ. Gia hỏa này không chỉ giả mạo hắn, còn nói lẽ thẳng khí hùng như thế, ngôn từ chính nghĩa. Ở đâu ra lá gan? Còn ngụy trang qua ngươi, giáo huấn một lần, ăn nói bừa bãi. Mặt đâu? Ta nói cái gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Lắc đầu, vẻ mặt Trương Huyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhiệt xúc, còn không mau mau hiện ra nguyên hình, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đối đãi ngươi như con ruột, truyền thụ cho ngươi công pháp võ kỹ, chỉ là muốn ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa, kết quả ngươi lại học được cuộc sống thói quen của ta, thậm chí võ công tuyệt chiêu, khắp nơi ngụy trang, giả danh lừa bịp. Quả thực phong ân phụ nghĩa tới cực điểm. Nói đến đây, Trương Huyền nhìn về phía Thanh Diệp Vương cùng Đông Việt. Lời nói thật với các ngươi, kỳ thật hắn là một thú sủng ta nuôi dưỡng, bởi vì nuôi lâu, đối với các loại thói quen của ta rõ như lòng bàn tay, mới có thể biến thành hình dạng của ta. Thú sủng. Thanh Diệp Vương cùng Đông Việt đồng thời sững sờ. Người sau nhịn không được nhìn qua. Linh tộc chúng ta ngay cả linh thú, thánh thú cũng không có, ở đâu ra thú sủng. Chương 1761, thật giả Kim Diệp Vương chung. 1. Không có linh thú, thánh thú. Thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền thiếu chút nữa thổ huyết. Thật vất vả suy nghĩ cái lý do, cảm thấy có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, liền nghe nói như thế, thiếu chút nữa không có khóc tại chỗ. Sĩ linh tộc không có linh thú, thánh thú. Vậy có cái đồ chơi gì? Chúng ta còn có thể vui sướng nói chuyện phiếm sao? Đây không phải là trọng yếu. Trong lòng phiền muộn sắp bạo tạc nổ tung, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, Trương Huyền khoát tay áo. Ta nói thú sủng, kỳ thật là hậu bối từ nhỏ nuôi lớn, một mực đối đãi như sủng vật, nuôi nhiều năm như vậy, toàn bộ tâm huyết đều gửi ở trên người hắn, không nghĩ tới. Lại luôn giả mạo ta, thật sự là nuôi hổ gây họa. Ngươi thối lắm. Kim Diệp Vương cũng nhịn không được nữa. Con mẹ nó ngươi mới là sủng vật, cả nhà ngươi đều là sủng vật. Ầm ầm. Nổi giận gần một tiếng, cổ tay khẽ đảo, một cỗ lực lượng hùng hậu mãnh liệt mà ra. Như vật che chắn màn trời, bổ tới Trương Huyền. Hắn là thật nổi giận. Vốn tưởng rằng gặp phải gia hỏa giả mạo bản thân này, một khi bản thân ra mặt, khẳng định sợ tới mức chân đều mềm nhũn, không
không dám nhiều lời nửa câu, ai ngờ. Cái đồ chơi này, còn càng nói càng hưng phấn, trực tiếp coi hắn trở thành nhi tử. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Ngụy trang người khác, ngụy trang lớn gan như vậy, thật sự là phách tuyệt cổ kim. Hí, y y á. Chân khí như kiếm, một chiêu đánh xuống, không khí bốn phía lập tức vỡ ra, tựa như màn sân khấu bị cắt mở. Thật mạnh. Xong. Tất cả danh sư lục tinh ở sau lưng Trương Huyền, chứng kiến một chiêu này, tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lúc trước bọn hắn đối với thực lực của mình, còn cảm thấy có lòng tin, so với những dị linh tộc này không chút nào kém, chứng kiến thế mới biết, chênh lệch không phải lớn bình thường. Hoàn toàn không thể sánh bằng. Có thể đoán được, một chiêu này một khi rơi xuống, nhất định sẽ ngay tại chỗ tử vong, thần tiên cũng cứu không được. Chó cắn chó, đáng đời. Giết ra hỏa này. Hai vị danh sư khẽ nói. Dị linh tộc tranh đấu, bọn hắn vui thanh nhàn, đánh càng lợi hại càng tốt, tốt nhất tất cả đều chết. Dám động thủ với bổn vương, gan chó thật lớn. Không có nghĩ tới tên này nói không lại, trực tiếp xuất thủ, Trương Huyền nhíu mày, cũng không tránh né, ngón tay nâng lên, chỉ điểm một chút. Vù vù. Ngón tay này của hắn, tốc độ cũng không nhanh, lực lượng thoạt nhìn cũng không tính rất mạnh, rồi lại trong nháy mắt, tản mát ra sát lục chi khí làm lòng người kinh hãi, tựa như một vương giả cường đại, đột nhiên mà ra, làm cho người ta có cảm giác huyết mạch nghiền ép. Chân khí thật tinh thuần. Đồng tử của Thanh Diệp Vương co rụt lại. Thân là dị linh tộc, có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí của đối phương cường đại. Tuy trên lực lượng có khả năng không bằng Kim Diệp Vương xuất thủ trước, nhưng chân khí tinh thuần, lại có thể cao minh hơn hắn. Nói cách khác, thân phận vương tộc của đối phương, là không thể thật hơn, còn cao hơn hắn. Coi như hắn không phải Kim Diệp Vương, cũng nhất định là vương giả lợi hại nào đó. Trong lòng khẽ động, dị linh tộc lấy độ tinh thuần của sát lục chân khí định đẳng cấp, độ chân khí tinh khiết của gia hỏa này vượt xa hắn, nói rõ thân phận, tuyệt đối đạt đến vương giả, coi như không phải Kim Diệp Vương, địa vị cũng sẽ không kém hắn. Thân phận như thế, vì sao đi giả mạo người khác? Vù vù. Trong lòng đang suy nghĩ lung tung, ngón tay của đối phương cùng công kích của Kim Diệp Vương va chạm, đầu ngón tay của người phía trước lóe lên hào quang, tạo thành một bình chướng. Cái bình chướng này, tựa hồ là rất nhiều ý niệm hình thành, không thể phá vỡ, trong nháy mắt ngăn công kích ở bên ngoài, ngay sau đó, ngón tay cùng khí mang đụng chung một chỗ, nhẹ nhàng búng một cái. Bành! Lực lượng tuôn ra. Sắc mặt Kim Diệp Vương đỏ bừng, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Hai bên va chạm, công kích trước tiên, bị đối phương đơn giản phá vỡ không nói, lực lượng phản xung còn khiến hắn khí huyết sôi trào. Thực lực của đối phương, lại còn cường đại hơn hắn. Cái quái thai này từ đâu xuất hiện? Nguy hiểm thật. Không giống đối phương khiếp sợ, Trương Huyền âm thầm thở dài một hơi. Hiện tại hắn chỉ có thực lực bán thánh, mà đối phương là thánh vực tứ trọng. Cả hai chênh lệch cách xa vạn dặm, căn bản không thể so sánh. Dưới tình thế cấp bách, liền mượn lực lượng của viện trưởng lệnh. Viện trưởng lệnh có ý niệm của vô số thầy trò học viện hội tụ thành, có thể hình thành phòng ngự tuyệt đối, coi như đối phương là thánh vực tứ trọng, muốn phá vỡ cũng rất khó. Chặn công kích, sau đó mượn nhờ xương ngón tay của ngoan nhân phản kích. Ngoan nhân cách khôi phục đỉnh phong, còn có một khoảng cách rất lớn, nhưng đơn thể công kích, thánh vực tứ trọng vẫn có thể đối kháng. Chỉ bất quá kiên trì một hai chiêu coi như rất giỏi, nhiều hơn sẽ lòi đuôi. Ta một mực niệm tình cũ, không muốn ra tay giết ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chủ? Đánh lui đối phương, Trương Huyền nhướng mày, lớn tiếng quát lớn. Tiếp tục chiến đấu, nhất định là thua, trước hù dọa ở đối phương rồi hãy nói. Ngươi rút cuộc là người nào? Đối chiến một chiêu, biết rõ thực lực của đối phương, so với hắn không yếu chút nào, thực đánh nhau. Ai thắng ai thua còn chưa biết được, Kim Diệp Vương không động thủ nữa, mở miệng hỏi. Vừa rồi ta đã nói, ta là Kim Diệp Vương. Hừ một tiếng, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Diệp Vương. Chúng ta tranh luận như thế này, đoán chừng ngươi cũng không tin, vẫn là ngươi làm ra bình luận đi. Ta, Thanh Diệp Vương sửng sốt. Vừa rồi nói xong, ngươi là giả dối, bên người là thật. Còn để cho ta bình luận thế nào? Chương 1762, thật giả Kim Diệp Vương chung. 2. Đúng vậy, Kim Diệp Vương chính thức, có lẽ đối với thiếu sót cùng lỗ thủng trên việc tu luyện của mình, biết rất rõ ràng ha. Trương Huyền nói. Cái này, phải. Thanh Diệp Vương gật đầu.
Tu luyện giả thiếu sót cùng lỗ thủng là bí mật lớn nhất, chưa bao giờ tiết ra ngoài, nếu như đối phương có thể biết rõ ràng, vô cùng có khả năng nói là thật. Chỉ là, hắn là ngoại nhân, đối với thiếu sót của Kim Diệp Vương cũng không biết, làm sao phán đoán chính xác hay không. Rất đơn giản, ta có thể cùng gia hỏa này, đồng thời nói ra khuyết điểm của mình, sau đó ngươi tới bình phán, người nào nói càng nhiều càng chính xác, người đó là chính thức Kim Diệp Vương. Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, Trương Huyền nói. Nói ra, Thanh Diệp Vương chần chừ một chút, nhìn về phía Kim Diệp Vương cách đó không xa. Ân huynh, đừng nghe hắn nói bậy, đại chân nguyệt công của ta, tu luyện đến cực hạn, căn bản không có thiếu sót. Kim Diệp Vương khẽ nói. Có thiếu sót hay không? Chỉ có mình biết rõ, lúc đầu ta cùng ngươi nói mấy lần vấn đề tu luyện, nhưng mà nguyên nhân căn bản nhất không có giảng tinh tế, ngươi không biết, cũng là rất bình thường. Nếu như không dám so, vậy nói rõ là giả, còn muốn làm phiền Thanh Diệp Vương bắt lấy hắn. Trương Huyền khoát tay áo. Ta là giả. Khuôn mặt Kim Diệp Vương trầm xuống. Ngươi thối lắm. Không phải giả, so một chút lại có làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy, ngươi giả mạo, có thể biết rõ còn nhiều hơn bản thân mình. Trương Huyền nhấc mí mắt. Cái này. Kim Diệp Vương chần chờ. Đổi lại những người khác, khẳng định đã sớm xuất thủ, giết chết ngay tại chỗ, nhưng vừa rồi thử một chiêu, lực lượng của đối phương hung mãnh, coi như hắn dùng toàn lực, cũng không nhất định là đối thủ. Thậm chí gây chuyện không tốt, thất bại còn là bản thân. Hiện tại quan trọng nhất là, biết rõ thân phận của đối phương, rút cuộc là người nào, vì sao phải giả mạo bản thân. Tốt, so liền so, nếu như thua, ngươi liền ngoan ngoãn nói ra thân phận của mình. Không dừng lại bao lâu, Kim Diệp Vương nói. Hắn tu luyện công pháp, cùng bản thân thiếu sót, là bí mật trong bí mật, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua, đối phương giả mạo, không tin có thể lý giải càng sâu hơn hắn. Đây là tự nhiên, bắt đầu đi, ngươi, ta tất cả truyền âm cho Thanh Diệp Vương. Ngươi có thể bắt đầu trước. Cười cười, Trương Huyền khoát tay. Nói cái khác dễ dàng lộ ra chân tướng, nói khuyết điểm, hắn là tổ tông. Bản thân đối phương khả năng cũng không biết được nhiều bằng hắn. Tốt. Kim Diệp Vương hừ một tiếng, truyền âm qua. Gia hỏa này có chút cổ quái, trên việc tu luyện của ta là có chút thiếu sót, nhưng không nhiều lắm, ta nói một ít cho ngươi nghe hắn có thể nói cái gì, một lát nữa, truyền âm cho ta. Dặn dò một câu, lúc này Kim Diệp Vương mới nói ra mấy chỗ thiếu sót trên việc tu luyện của bản thân. Chỉ cần là tu luyện, liền không khả năng không có thiếu sót. Hắn nói mấy loại, là lỗ thủng bình thường trên công pháp, coi như cho người khác biết được, cũng không có gì. Dù sao, khuyết điểm là chỗ mệnh môn của mình, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được. Sở dĩ đáp ứng đối phương, chỉ là muốn biết rõ đối phương có thể nói cái gì, nếu quả thật đối với khuyết điểm của mình rõ như lòng bàn tay mà nói, thì quá đáng sợ. Ân, nghe hắn nói xong thiếu sót, Thanh Diệp Vương nhẹ gật đầu, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Đến lượt ngươi rồi. Tốt. Tuy không biết nội dung hai người truyền âm, nhưng từ nét mặt của bọn hắn, có thể thấy được chuyện ẩn ở bên trong, Trương Huyền cười cười, cũng không bóc trần, mà mở miệng truyền âm. Ta tu luyện công pháp là Đại Chân Nguyệt Công, bộ công pháp này, đã đắm chìm 1731 năm, trước mắt tu luyện đến đệ tứ trọng, thiếu sót tổng cộng 7 chỗ. Thứ nhất, bộ công pháp này, sát lục chi khí mạnh, làm cho người ta dễ sinh ra sát lục chi tâm, vì vậy, tính tình của ta tương đối bạo ngược, tùy thời có thể giết người. Thứ hai, thứ ba, thanh âm của Trương Huyền hờ hững, rất nhanh nói thiếu sót mình biết rõ một lần. Hắn nói thiếu sót, tuy kỹ càng, lại giống như đối phương, không tổn thương căn bản. Nói cách khác, coi như là cho Thanh Diệp Vương biết được, cũng không cách nào tìm được phương pháp phá giải, sinh ra công kích. Hắn nói kỹ càng, Thanh Diệp Vương ở đối diện lại mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hãi, khó mà tin được. Gia hỏa kia nói những thứ này, cùng Kim Diệp Vương nói không sai chút nào không nói, thậm chí càng thêm kỹ càng, thậm chí ngay cả một ít chi tiết tu luyện cũng nói ra, cẩn thận cân nhắc mà nói, không sai chút nào. Chẳng lẽ gia hỏa này, thật là Kim Diệp Vương? Trong lòng có chút chần chờ. Nếu như không phải Kim Diệp Vương, làm thế nào biết kỹ càng như vậy? Dù sao tu luyện là sự tình của mình, hảo hữu chí giao, thậm chí đạo lữ, cũng có rất nhiều sự tình không thể nói tỉ mỉ. Mà người trước mắt, lại thuộc như lòng bàn tay, muốn nói không phải bản thân, hắn cũng có chút hoài nghi. Tốt rồi, ta nói đúng là những thứ này.
hai người chúng ta nói ngươi cũng nghe được, ai đúng ai sai, chắc hẳn có thể đoán được. Nói xong, Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Cái này, Thanh Diệp Vương chần chừ một chút, nhịn không được nhìn sang Kim Diệp Vương, đã thấy hắn có chút nôn nóng truyền âm. Tên kia nói mấy thứ gì đó. Hắn nói, Thanh Diệp Vương dừng lại một chút, thuật lại lời Trương Huyền nói một lần. Nghe xong những lời này, sắc mặt Kim Diệp Vương trắng bệch, thân thể không tự chủ được cứng ngắc, nhịn không được nhìn lại, như gặp quỷ rồi. Ngươi rút cuộc là người nào? Tại sao lại đối với chuyện của ta biết rõ nhiều như vậy? Chương 1763, thật giả Kim Diệp Vương hạ. 1. Cũng khó trách Kim Diệp Vương nổi điên. Thanh Diệp Vương truyền âm nói, bới hắn từ trong ra ngoài mấy lần, ngay cả màu sắc đồ lót cũng rõ như lòng bàn tay a. Bị một người chưa bao giờ thấy qua, nói kỹ càng như thế, mấu chốt nhất còn không biết hắn là ai. Sợ hãi khiến hắn có chút phát điên. Ta là người nào, ta là Kim Diệp Vương. Trương Huyền hất ống tay áo lên. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi là ai, vì sao phải giả mạo ta? Giả mạo ngươi, ngươi thối lắm. Kim Diệp Vương hô hấp dồn dập. Thanh Diệp Vương, chắc hẳn ngươi cũng thấy, vừa rồi ta nói, càng kỹ càng hơn. Lười để ý đối phương, Trương Huyền nhìn về phía Thanh Diệp Vương cách đó không xa, sắc mặt ngưng trọng. Bất quá, hiện tại truy cứu những thứ này cũng không có ý nghĩa, chúng ta tiếp tục như vậy, ngược lại khiến bọn danh sư này xem chê cười. Không bằng như vậy, các ngươi rời đi trước, lo lắng mà nói, có thể phong tỏa chung quanh. Ta có một số việc, muốn đơn độc tiến hành hỏi thăm, không tiện để ngoại nhân biết được. Cái này liên lụy cơ mật lớn nhất của tộc nhân chúng ta, là nhiệm vụ phía trên dặn dò xuống, không thể sai lầm. Mục đích của hắn cũng không phải nhất định để đối phương tin tưởng mình là Kim Diệp Vương. Đây không phải là quá sự thật, dù sao thật ở phía đối diện. Chỉ cần kéo dài thời gian, chỉ cần làm cho đối phương cảm thấy khó bề phân biệt, đầu óc choáng váng, cũng đã hoàn thành mục đích. Đơn độc hỏi thăm. Thanh Diệp Vương nhíu mày. Yên tâm đi, bên ngoài nhiều người như vậy, coi như bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, ta thẩm vấn hoàn tất, liền ra rằng co lần nữa, chứng minh thân phận chân thật của ta. Trương Huyền khoát tay áo. Không biết muốn thẩm vấn cái gì, chúng ta có thể ở đây dự thính hay không? Thanh Diệp Vương nói. Đương nhiên không được, ta tới phá vỡ phong ấn trước, đi tới nơi này, chính là gánh vác trách nhiệm vô cùng trọng đại, một khi xảy ra vấn đề, phá hủy toàn bộ đại kế, các ngươi người nào chịu trách nhiệm được. Nhướng mày, ánh mắt Trương Huyền như điện. Ít nghe hắn nói bậy, nhất định là nói sang chuyện khác. Kim Diệp Vương nói. Nói sang chuyện khác, gan chó thật lớn, năm đó tộc nhân chúng ta bị Khổng Sư đuổi đi, ở ẩn nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm được cơ hội. Ta liền hỏi ngươi một câu, một khi xảy ra chuyện, chỉ bằng một vương giả như ngươi, chịu đựng nổi sao? Mãnh liệt xoay mặt, khí tức của Trương Huyền áp bách đến, hai mắt nhìn chằm chằm Kim Diệp Vương, giống như muốn ăn tươi hắn. Ta, cảm nhận được áp bách mãnh liệt, Kim Diệp Vương nghẹn lời. Năm đó tộc nhân bọn hắn bị Khổng Sư đuổi đi đại lục, trốn ở chiến trường ngoại vực không mặt trời, vô cùng âm trầm, bao nhiêu năm rồi. Một mực lấy đoạt lại đại lục làm mục tiêu, chuyện này thật muốn bị hắn phá hư. Chết một vạn lần cũng chưa đủ. Đang không biết trả lời như thế nào, liền nghe được Thanh Diệp Vương ở cách đó không xa truyền âm tới. Ân huynh, ngươi đến cùng có biết hắn hay không? Từ sâu trong nội tâm, Thanh Diệp Vương vẫn tin tưởng vị trước mắt này. Ta chỗ nào nhận thức? Vẻ mặt Kim Diệp Vương tràn đầy phiền muộn. Không được, chúng ta trước hết đi ra ngoài. Dù sao chung quanh đều là người của chúng ta, không có khả năng đào tẩu. Vạn nhất hắn nói là thật, làm trễ nải đại sự, chúng ta liền mang tội lớn. Chần chừ một chút, Thanh Diệp Vương nói. Tuy hắn tin tưởng vị này chính là Kim Diệp Vương, nhưng đối phương đơn giản nói ra thiếu sót, trong cơ thể càng có được sát lục chân khí vô cùng tinh thuần, không một không cho thấy, thân phận không đơn giản. Vạn nhất là người cấp trên phái tới, thật sự có chuyện quan trọng muốn làm. Ngược lại bị bọn hắn chậm trễ, thì phiền toái. Cái này, Kim Diệp Vương trần chờ. Chương 1764, thật giả Kim Diệp Vương hạ. 2. Cũng có chút nghi hoặc. Mặc dù đối phương giả mạo thân phận của hắn, vô cùng phẫn nộ, nhưng gia hỏa này dám không có sợ hãi như thế, thậm chí đối với hắn rõ như lòng bàn tay, tất nhiên có dựa vào. Bất kể là hắn giả mạo ngươi, hay ngươi giả mạo hắn, đều là sự tình nội bộ của chúng ta. Chỉ cần thời gian sung túc, rất dễ giải quyết. Cùng lắm thì các ngươi riêng phần mình thi triển tuyệt chiêu am hiểu nhất,
thông qua chiêu số, cũng có thể nhìn ra được. Thanh Diệp Vương tiếp tục nói. Mà bây giờ, đối phương muốn thẩm vấn danh sư, thực dính dáng đến quyết định phía trên, chúng ta đảm đương không nổi. Ân. Kim Diệp Vương gật đầu. Mặc dù bọn hắn là vương giả, ở trong tất cả dị linh tộc địa vị tôn sùng, nhưng trên thực tế lại biết rõ, loại thân phận này không đáng giá nhắc tới. Trong vương giả, cũng là yếu ớt nhất. Ý của ngươi là, chúng ta đi ra ngoài trước. Nghĩ tới những thứ này, Kim Diệp Vương nhìn qua. Đúng vậy, chúng ta đi ra ngoài trước, ngươi không phải am hiểu trận pháp sao? Thật sự lo lắng, có thể ở chung quanh bố trí trận pháp, để cho bọn họ không cách nào đào tẩu, sau đó, chờ hắn thẩm vấn xong, lại thương nghị như thế nào giải quyết vấn đề thật giả. Yên tâm đi, ta và ngươi chung một chỗ xuyên qua phong ấn tới đây, ta đối với ngươi khẳng định càng thêm tín nhiệm. Thanh Diệp Vương nói. Cũng tốt. Kim Diệp Vương nhẹ gật đầu. Cũng đúng, hiện tại xoắn suýt nhiều như vậy, vô dụng, đối phương vô luận thực lực hay độ tinh thuần chân khí, đều không thấp hơn hắn, thậm chí cao hơn một bậc, cưỡng ép trở mặt, ở chỗ này chiến đấu mà nói, gây chuyện không tốt cá chết lưới rách, ngược lại ảnh hưởng tới đại kế. Phía trên vì để cho bọn hắn thông qua phong ấn, tiêu phí to lớn, có thể nói khủng bố, vạn nhất bởi vì chút việc nhỏ này, tử thương một mảng lớn. Tin tức truyền trở về, tội danh liền lớn. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Dị linh tộc đợi đến cơ hội này, đợi đã quá lâu, cũng không thể bởi vì hắn, trở thành tội nhân lịch sử. Thấy hắn đồng ý, Thanh Diệp Vương mới thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Trương Huyền cách đó không xa, liền ôm quyền. Nếu như ngươi muốn thẩm vấn, cũng tốt, chúng ta trước ra bên ngoài đợi chờ, cho ngươi nửa canh giờ. Ân. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền xoay người sang chỗ khác. Không hề nhìn đối phương, tùy ý khoát tay áo. Thanh Diệp Vương cùng Kim Diệp Vương liếc mắt nhìn nhau, quay người đi ra ngoài, còn chưa đi xa, liền nghe được một danh sư tức giận nói. Ngươi không vừa nói mình là danh sư học viện viện trưởng Trương Huyền ngụy trang, hơn nữa muốn thả chúng ta đào tẩu sao? Thế nào biến thành Kim Diệp Vương? Nói chuyện đúng là Lục Phong. Gia hỏa này, cho rằng Trương Huyền chính là dị linh tộc, đã thâm căn cố đế, biết mình giết không được hắn. Muốn mượn tay đối phương chém giết, để cho dị linh tộc bọn họ chó cắn chó. Ngươi! Nghe nói như thế, Trương Huyền thiếu chút nữa thổ huyết ngất đi. Thật vất vả tiêu trừ nghi hoặc của mấy người này, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, lại xảy ra chuyện này. Con mẹ nó ngươi là cảm thấy ta chết không nhanh sao? Đường đường danh sư học viện luyện đan học viện viện trưởng, thế nào không có suy nghĩ như vậy? Tuy tức giận, muốn bóp chết tên khốn này. Nhưng cũng có thể hiểu được vì sao đối phương làm như vậy. Vừa theo chân bọn họ nói xong, mình là Trương viện trưởng, đón lấy liền biến thành Kim Diệp Vương, hơn nữa nói lẽ thẳng khí hùng như thế. Đổi lại người nào, trong lòng khẳng định sẽ có nghi kỵ, thừa cơ để cho bọn họ nội đấu. Trong lòng phiền muộn, muốn bạo tạc nổ tung, nhưng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm tức giận, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Thanh Diệp Vương cùng Kim Diệp Vương ngừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua. Trương viện trưởng, cứu bọn họ, đây là có chuyện gì? Ánh mắt hai người sáng ngời, muốn xem thấu ngụy trang của Trương Huyền. Cái này, toàn thân cứng ngắc, trong đầu Trương Huyền cấp tốc vận chuyển, đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, trên mặt lộ ra hờ hững. Đúng vậy, ta chính là danh sư học viện viện trưởng, Trương Huyền. Chương 1765, tin tưởng Trương Huyền 1. Danh sư học viện viện trưởng. Ầm ầm, nghe được một nhân loại. Hơn nữa còn là viện trưởng, lẫn vào bọn hắn, giả mạo tộc nhân, sắc mặt của Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương trầm xuống, lực lượng trên thân lập tức nổ tung, như lão ưng săn bắn, tùy thời sẽ bộc phát. Lúc trước liền hoài nghi thân phận của gia hỏa này, nếu thật là một danh sư, không cần nghĩ, nhất định phải lập tức chém giết. Phải, ta là Trương viện trưởng, bọn hắn cũng chuẩn bị đối phó ta, hiện tại đã tin tưởng chưa? Còn không nói ra sự kiện kia, chẳng lẽ nhất định muốn mang bí mật vào quan tài? Không để ý tới hai người tùy thời động thủ, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Lục Phong viện trưởng nói. Sự kiện kia, Lục Phong sững sờ. Gia hỏa này vừa đến đã nói cứu bọn hắn đi, cũng không nói qua chuyện gì à. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Thấy vẻ mặt hắn mộng bức, Trương Huyền không để ý tới nữa, quay người nhìn về phía Thanh Diệp Vương cùng Kim Diệp Vương, cười cười. Vị này chính là danh sư học viện thay mặt viện trưởng, nửa bước danh sư thất tinh Lục Phong. Thay mặt viện trưởng. Nhìn nhau, hai người Thanh Diệp Vương lần nữa nhíu mày. Đúng vậy, ta là Lục Phong, muốn giết cứ giết,
muốn từ trong miệng ta biết rõ cái gì, nằm mơ. Lục Phong đứng thẳng thân thể, đầu lâu giơ lên, mang theo đại nghĩa lăng nhiên. Danh sư học viện thay mặt viện trưởng, làm sao sẽ tới nơi này? Thanh Diệp Vương kỳ quái. Giết ngươi, làm sao sẽ giết ngươi? Ta còn muốn cứu ngươi, ngươi không thèm nghe nói nữa sao? Ta thật sự là viện trưởng của các ngươi, xin ngươi tin tưởng ta. Vẻ mặt Trương Huyền chân thành. Hặc hặc, không tệ, ta có thể làm chứng, hắn chính là viện trưởng của các ngươi. Ta cũng có thể làm chứng, vừa rồi chúng ta liền hoài nghi thân phận của hắn, hiện tại đã xác nhận. Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương nhìn nhau, đồng thời hiểu được, cười hặc hặc. Danh sư thể sống chết bất khuất, bọn hắn sớm có nghe thấy, đoán chừng vị tộc nhân này, đang giả mạo viện trưởng của bọn họ, nghĩ biện pháp thu hoạch tín nhiệm, để được biết càng nhiều bí mật. Học viện viện trưởng, phi. Viện trưởng có thể như vậy, sẽ có sát lục chân khí tinh thuần như thế. Nói đùa gì vậy? Viện trưởng vô cùng cao quý, làm sao có thể chạy đến địa quật, còn đi tới nơi này? Không phải chịu chết sao? Quan trọng nhất là, Lục Phong này đường đường là thay mặt viện trưởng, có khí tiết như vậy, làm sao có thể bán đứng lãnh đạo của mình? Còn cố ý nói thân phận cho bọn hắn nghe. Rất rõ ràng, là muốn châm ngòi quan hệ giữa bọn họ, gây ra mâu thuẫn. Chút quỷ kế ấy, cũng muốn gạt chúng ta, quá non nớt, chúng ta là vương giả, chút thủ đoạn ấy liền nghĩ gạt người, buồn cười. Ngươi xem, bọn hắn cũng thay ta làm chứng rồi. Nghe hai người nói ra lời này, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Tình huống vừa rồi, mặc kệ giải thích như thế nào, đối phương khẳng định đều sẽ không tin tưởng, đã như vậy, còn không bằng không giải thích, trực tiếp thừa nhận. Như vậy, ngược lại làm cho đối phương càng thêm nghi hoặc, sau đó. Tiến hành não bổ. Vừa vặn thân phận của gia hỏa Lục Phong này cực kỳ mẫn cảm, chung vào một chỗ, hoàn toàn có thể cho bọn hắn mặc sức tưởng tượng. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hừ, để cho ta tin tưởng ngươi, nằm mơ. Không biết bị lợi dụng, giải quyết xong nguy cơ, Lục Phong như trước tức giận nghiến răng. Ai, ta đã cho thấy thân phận, ngươi không tin tưởng, ngươi làm người sao cứng ngắt như vậy. Cười khổ một tiếng. Trương Huyền nhìn hai vị vương giả ở nơi xa làm cái động tác bất đắc dĩ. Theo ta thấy, cùng hắn nói nhảm làm gì, trực tiếp treo lên lửa nướng, chờ hắn ra chóc thịt bong, lại ném vào băng tuyết, liên tục mấy lần, không tin hắn không nói. Nhướng mày, Thanh Diệp Vương hừ lạnh. Đúng vậy, loại tiện nhân này, nên trọng hình, cái gì có cốt khí, cái gì có khí tiết, trong mắt ta, đều là giả dối, hung hăng bào chế vài ngày, tin tưởng hắn cái gì cũng sẽ ngoan ngoãn nói ra. Kim Diệp Vương cũng nhẹ gật đầu. Ân, thật sự không được, ta sẽ dùng phương pháp các ngươi nói. Khoát tay áo, ánh mắt Trương Huyền lóe lên, nói. Bất quá, ta bây giờ còn có thủ đoạn khác muốn sử dụng. Các ngươi ra ngoài trước đi. Tốt, Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương đồng thời nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Két, cửa phòng đóng lại, lần nữa còn lại Trương Huyền cùng tất cả danh sư. Muốn giết cứ giết, muốn lăng trì liền lăng trì. Muốn từ trong miệng chúng ta bắt lấy cơ mật, không có cửa đâu. Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng đã sống đủ, cùng lắm thì chết. Muốn danh sư chúng ta khuất phục dị linh tộc các ngươi, quả thực nằm mơ. Thấy Trương Huyền muốn thẩm vấn bọn hắn, tất cả danh sư mang theo khí tiết cao ngạo. Danh sư có thể chết, nhưng không thể hạ thấp. Đây là chuẩn tắc nội tâm bọn hắn thủ vững, cũng là sinh mệnh tôn nghiêm. Chứng kiến nét mặt của bọn hắn, Trương Huyền lắc đầu. Danh sư làm như vậy, đúng là không gì đáng trách, nhưng bản thân thật sự là tới cứu bọn họ. Sau khi chần chờ, thở dài một tiếng. Chương 1766, tin tưởng Trương Huyền 2. Ta biết rõ, chư vị không tin ta, nhưng tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ có một kết quả, hoặc là bị giết, hoặc là bị thẩm vấn sống không bằng chết. Theo ta đi, ta sẽ mang bọn ngươi rời đi nơi đây, về phần ta có phải Trương Huyền hay không, có phải danh sư học viện viện trưởng hay không. Rời đi nơi đây, lại thảo luận tiếp. Thấy trong ánh mắt hắn mang theo thành khẩn, khác biệt dị linh tộc hung ác, tất cả danh sư liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình mang theo nghi hoặc. Nếu như ta muốn giết các ngươi, lấy trạng thái của các ngươi bây giờ, người nào có thể đỡ nổi? Thẩm vấn các ngươi, ta đã là viện trưởng rồi, các ngươi còn có bí mật gì, đáng giá ta phiền toái như vậy? Thấy mọi người tâm tính dao động, Trương Huyền tiếp tục nói. Cái này... Mọi người nói không ra lời, ngay cả Lục Phong cũng mở miệng mấy lần, nhưng không có phát ra âm thanh. Đối phương nói không sai,
thật muốn giết bọn hắn, căn bản không cần lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, muốn biết tin tức, khẳng định cũng trực tiếp thẩm vấn, nếu như cả hai không phải, chẳng lẽ thật là muốn cứu bọn hắn. Các ngươi không tin ta, nhưng có lẽ nhận thức cái này đi. Thấy tâm tư bọn họ dao động, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, cổ tay khẽ đảo, một cái lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Viện trưởng lệnh. Đây là viện trưởng lệnh hoàn mỹ, làm sao có thể? Chứng kiến cái lệnh bài này, Lục Phong nhịn không được ngẩn ngơ. Thân là danh sư học viện thay mặt viện trưởng, cấp bậc viện trưởng lệnh biết rất rõ ràng, loại cấp bậc đạt tới hoàn mỹ này, nói rõ lấy được tất cả thầy trò nhận thức. Là từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua, làm sao có thể? Viện trưởng lệnh hoàn mỹ cấp, có ý tứ gì? Những người khác đều không quá lý giải, đồng loạt nhìn lại. Là, chần chừ một chút, Lục Phong giải thích tình huống một lần. Viện trưởng lệnh đạt được tất cả thầy trò của danh sư học viện nhận thức. Hắn có được cái này, nói rõ đúng là danh sư học viện viện trưởng, ngay cả tất cả tiền bối cùng tất cả thầy trò đều tin tưởng hắn, vì cái gì chúng ta không tin? Có phải hắn đã giết Trương Huyền viện trưởng, đoạt lấy lệnh bài hay không? Điều đó không có khả năng, viện trưởng lệnh là ý niệm của tất cả thầy trò tạo thành, nếu như chém giết viện trưởng, ý niệm sẽ tiêu tán, thậm chí lọt vào cắn trả. Nghe xong giải thích, tất cả mọi người đồng loạt nhìn qua Trương Huyền, mặc dù đối với hắn vẫn có nghi hoặc rất lớn, nhưng trong lòng đã không có phản kháng như vậy. Thời gian không đợi người, ta cũng không có biện pháp giải thích thêm, tin tưởng ta thì đừng có phản kháng, mang bọn ngươi rời đi nơi đây. Thấy mọi người không có định ý lớn như vậy, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp. Chúng ta chỉ có một cơ hội, chỉ có sống sót mới có thể giết càng nhiều dị linh tộc nữa, bảo hộ nhân tộc, anh dũng hy sinh, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành lương thực cung cấp nuôi dưỡng dị linh tộc, gây chuyện không tốt lấy máu tươi của các ngươi làm dẫn, có thể triệu hồi ra càng nhiều dị linh tộc nữa tới đây. Cái này, nghe lời này, sắc mặt mọi người đều ngưng tụ. Hắn nói không sai, lúc trước mọi người đối thoại bọn hắn đã nghe được. Sở dĩ không giết bọn hắn, là muốn mượn bọn hắn tế tự, phá vỡ phong ấn, khiến dị linh tộc càng cường đại hơn tới đây. Nếu như không thể trốn đi, kết quả nhất định là như vậy, chẳng những không phải hy sinh, mà là hại càng nhiều người. Đào tẩu thế nào, ngươi nói đi, chúng ta nghe ngươi. Một danh sư lớn tuổi mở miệng nói. Dù ngươi gạt chúng ta, cũng tốt hơn lưu lại chỗ này, nói đi. Danh sư khác cũng đồng thời nhẹ gật đầu. Ân. Để các ngươi làm vô cùng đơn giản, lúc này không nên phản kháng, ta mang bọn ngươi tiến vào một không gian. Trương Huyền nói, đào tẩu như thế nào, lúc trước hắn cũng đã nghĩ kỹ, mang theo bọn người giả yếu này, muốn giấu giếm được dị linh tộc lặng lẽ rời đi là hoàn toàn không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là để bọn hắn vào thiên nghĩ phong xào, sau đó tự mình nghĩ biện pháp rời đi. Tốt, nghe được muốn dẫn bọn hắn tiến nhập không gian, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Cái này xác thực là biện pháp tốt nhất. Tốt rồi, tất cả vào đi. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra thiên nghĩ phong xào, tinh thần Trương Huyền lan tràn, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Biết rõ tình huống hiện tại, mọi người buông lỏng tinh thần, không có một tia phản kháng. Vù vù. Một tiếng nhẹ kêu, 3-40 vị danh sư ở trong phòng đều biến mất không thấy gì nữa, đã tiến nhập tổ ong. Thu nhập tổ ong vào không gian giới chỉ, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Những danh sư này thoạt nhìn có chút cố chấp, rồi lại vì nhân tộc, đáng giá kính nể, vô luận như thế nào cũng phải cứu. Hiện tại làm sao đi ra ngoài? Tất cả mọi người đã vào tổ ong, sau đó nên làm chính là hắn làm sao chạy khỏi nơi này. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài, hai vị vương giả quả nhiên canh giữ ở bên ngoài, không chỉ như thế, chung quanh còn bố trí rất nhiều đại trận. Chỉ cần mình vừa đi ra, giải thích không thông, liền rất có thể lọt vào vây công. Mới vừa rồi còn có thể giải thích, càn quấy, hiện tại tất cả mọi người bị ta lấy đi, giải thích khẳng định cũng giải thích không thông, nếu đi ra ngoài vô cùng có khả năng lọt vào mai phục. Trương Huyền vuốt vuốt mi tâm. Tất cả mọi người không thấy, giải thích thế nào đi nữa, đối phương khẳng định cũng sẽ không tin tưởng, hiện tại duy nhất có thể làm là đào tẩu, chỉ là làm sao trốn. Phương pháp duy nhất là tiếp tục sử dụng vu hồn. Những mày, Trương Huyền đã có quyết định. Muốn thần không biết quỷ không hay đào tẩu, chỉ có thể sử dụng vu hồn. Suy tư nhiều lần, xác định lợi và hại, Trương Huyền không do dự nữa, khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần khẽ động, vu hồn ly thể.
ngay sau đó thu nhục thân vào không gian giới chỉ, hồn phách mang theo không gian giới chỉ lặng lẽ đi tới đại môn. Hiện tại chỉ có thể giống như ban đầu ở Vân Vũ Lĩnh, mượn nhờ vu hồn vô hình vô chất, không để người chú ý, lặng lẽ đào tẩu. Về phần có thể thành công hay không, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Chương 1767, giúp đỡ khôi lỗi tăng lên thực lực 1. Vu hồn vô hình vô chất, lặng yên không một tiếng động, mang theo không gian giới chỉ cực kỳ sát mặt đất, xuyên thấu qua khe cửa, lặng lẽ trượt ra phía ngoài. Vừa ra khỏi cửa, lập tức chứng kiến vô số dị linh tộc canh giữ ở bốn phía, bao phủ không gian chung quanh, một chút kẽ hở cũng không có, vô luận từ phương hướng nào đào tẩu cũng sẽ bị phát hiện. Xem ra bọn dị linh tộc này có kinh nghiệm xa trường. Vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thường xuyên chiến đấu, am hiểu phối hợp, mới có thể phòng ngự nghiêm mật như thế. Không chỉ như thế, còn có trận pháp phòng ngự, có thể nói một con muỗi cũng bay không thoát, khó trách hai vị vương giả đối với mình nói vài câu liền đi ra ngoài, nguyên lai không có sợ hãi, biết mình cùng những danh sư này trốn không thoát. Minh Lý Chi Nhãn, tâm cảnh vận chuyển, trên mặt không buồn không vui, trong ánh mắt Trương Huyền hiển hiện hoa văn. Phòng ngự thật nghiêm mật, đối với tu luyện giả mà nói, đích xác không cách nào thoát thân, nhưng đối với vu hồn mà nói, còn là rất nhẹ nhàng. Xem một lát, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Tuy chung quanh phòng ngự kín đáo, nhưng là nhằm vào tu luyện giả, vu hồn có thể lớn có thể nhỏ, lại khó có thể phát hiện, muốn chạy trốn cũng không khó khăn. Cứ như vậy rời đi mà nói, có phải cảm thấy ta quá dễ nói chuyện hay không? Dị linh tộc làm ra công sự phòng ngự lớn như vậy, nhất định là mưu đồ làm loạn, nếu như đã phát hiện, trực tiếp quay người rời đi, chẳng phải thật không có phong phạm của danh sư học viện viện trưởng. Thời điểm tới chuyên môn xem, kiến trúc kia lấy phương vị thất huyền linh quang trận bố trí, chỉ cần phá hư điểm trọng yếu nhất, trận pháp sẽ lập tức nghịch chuyển, coi như không thể cắn trả, cũng có thể để cho bọn họ những ngày này khổ cực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khóe miệng giơ lên, muốn nói tu kiến hắn không làm được, nhưng muốn nói phá hư, hắn tuyệt đối là vương giả. Đại trưởng lão cũng không có biện pháp với hắn, chơi đùa sập những kiến trúc này, không đáng kể chút nào. Qua nhìn xem, lại nhìn một vòng, tìm đúng phương hướng, nhẹ nhàng khẽ động, cực kỳ sát mặt đất, Trương Huyền thẳng tắp bay về phía trước. Ân, hắn vừa mới rời đi, Kim Diệp Vương liền nhướng mày. Ân huynh, làm sao vậy? Thanh Diệp Vương nhìn lại. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có điểm gì là lạ, cảm giác giống như có cái gì đi qua. Kim Diệp Vương chần chừ một chút nói. Hắn trời sinh nhạy cảm, đối với hoàn cảnh chung quanh có lý giải rất mạnh, vừa rồi trong nháy mắt tựa hồ cảm giác được có đồ vật gì đó thoáng qua, chỉ là mắt thường không thấy được. Đương nhiên, nếu như dùng thần nhận thức nhìn quét mà nói, liền không chỗ nào che giấu rồi. Thánh vực nhị trọng thần thức cảnh, tinh thần phóng ra ngoài, coi như là vu hồn cũng có thể nhẹ nhõm phát hiện, chỉ bất quá thần thức phóng ra ngoài, đối với tinh thần tiêu hao thật lớn. Coi như hắn là thánh vực tứ trọng, cũng không có khả năng từng giây từng phút đều dò xét. Trương Huyền chính là mượn chỗ sơ hở này, mới thành công đào thoát. Rời đi mọi người vây quanh, vu hồn khống chế không gian giới chỉ, thẳng tắp phi hành về phía trước. Thời gian không lâu, liền đến trước một cung điện hùng vĩ. Phương thức bày trận của dị linh tộc cùng nhân tộc hơi có khác biệt, bất quá ở dưới Minh Lý Chi Nhãn cùng Thiên Đạo Thư Viện, điểm ấy sai biệt không đáng kể chút nào, thời điểm tới liền thấy rõ. Tòa cung điện này, đúng là chỗ hạch tâm của cả kiến trúc. Lặng lẽ rơi xuống. Vì phòng bị bản thân, dị linh tộc hầu như đều bị phái đến cung điện lúc trước, nơi đây chỉ có mấy người phòng thủ, cực kỳ bạc nhược yếu kém. Mấy người kia đều không có đạt tới thần thức cảnh, cũng không am hiểu linh hồn, hơn nữa Trương Huyền sớm có chuẩn bị, biết rõ chỗ lỗ thủng, thần không biết quỷ không hay liền ẩn nấp tiến đến, không có bị phát hiện. Cung điện rộng lớn, chiếm diện tích chừng hơn 100 mét, trên cây cột. Vách tường khắc đầy các loại phù văn cổ quái, trung gian là tế đàn, đường kính chừng 7-8 mét. Đây là phù văn gì? Xem một lát, một cái cũng không nhận thức, trong lòng câu thông ngoan nhân. Đây là văn tự phù văn đặc thù của dị linh tộc, dựa theo phương thức đặc thù điêu khắc, có thể hội tụ linh khí, cùng tụ linh trận của nhân tộc có chút tương tự. Nhìn thoáng qua, ngoan nhân nói. Tụ linh trận. Ân, nói tương tự kỳ thật cũng bất đồng. Tụ linh trận chỉ có tác dụng hội tụ linh khí, mà phù văn trận pháp này, có thể hội tụ linh khí cung cấp cho dị linh tộc, để cho bọn họ gia tăng lực lượng, cùng trận pháp trong địa cung của ta là giống nhau. Ngoan nhân nói, gia tăng lực lượng, chẳng phải nói có thể vì những khôi lỗi kia cung cấp năng lượng.
ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Ban đầu ở địa cung, hắn tận mắt thấy ngoan nhân bổ sung năng lượng cho tất cả khôi lỗi. Sau khi thu phục, khôi lỗi liên tục sử dụng nhiều lần, tích góp năng lượng đã tiêu hao được không sai biệt lắm, nguyên nhân chính là như thế, gần đây thời gian rất lâu cũng không có sử dụng. Nếu như cái này có thể bổ sung năng lượng mà nói, ngược lại là có thể mượn dùng một chút. Tình huống bình thường, trận pháp này sắp đặt hạn chế, ngoại nhân rất khó sử dụng, bất quá với ta mà nói không coi vào đâu, chỉ cần chủ nhân thả khôi lỗi ra, ta có thể giúp chúng nó bổ sung lực lượng. Ngoan nhân nói, vậy là tốt rồi. Nhẹ nhàng cười cười, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, hơn 20 khôi lỗi lập tức xuất hiện ở trước mặt, ngay sau đó bàn tay duỗi về phía trước, một ngón tay bay ra, đi vào trên không, lập tức tản mát ra sát lục chi khí nồng đậm. Cảm nhận được cỗ lực lượng này, rất nhiều khôi lỗi, lập tức quỳ lạy xuống, từng cái thái độ thành kính. Ân. Chương 1768, giúp đỡ khôi lỗi tăng lên thực lực 2. Ngoan nhân hài lòng hừ một tiếng, trong miệng phát ra ngôn ngữ kỳ quái, đám khôi lỗi nghe được mệnh lệnh, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, đồng loạt đi thẳng về phía trước. Thấy bọn họ đi vào tế đàn chính giữa đại điện, ngón tay lơ lửng liên tục điểm ở trên không trung vài cái, vẽ ra phù văn cổ quái liên tiếp. O, O, N, G. Một tiếng không khí nhẹ kêu, ngay sau đó liền thấy linh khí hội tụ đến, tựa như một vòng xoáy cực lớn, thẳng tắp quán thâu vào một khôi lỗi trong đó. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Vừa rồi khôi lỗi còn suy yếu trong chốc lát tinh quang bắn ra bốn phía, lực lượng một lần nữa trở lại đỉnh phong. Thật lợi hại. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Loại phương pháp quán thâu năng lượng này, so với quán đỉnh trong tu luyện còn muốn đáng sợ. Bất quá xem ra, cũng chỉ có thể là khôi lỗi mới có thể sử dụng, đổi lại tu luyện giả bình thường, linh khí cuồng bạo như thế tuôn vào, chỉ sợ kiên trì không được vài giây huyết mạch sẽ bạo liệt, tử vong ngay tại chỗ. Làm như vậy tốc độ quán thâu lực lượng là rất nhanh, nhưng đã vượt ra khỏi phạm vi có thể thừa nhận của nhân loại. Ngoan nhân quen việc dễ làm, thời gian không lâu, hơn 20 khôi lỗi, toàn bộ được bổ sung năng lượng hoàn tất. Một lần nữa tràn ngập năng lượng. Ý chí chiến đấu của bọn người kia dạt dào, khí thế như cầu vồng. Đáng tiếc thực lực quá yếu, chỉ có thánh vực nhất trọng, trước kia dùng còn có thể, bây giờ dùng để đối kháng nhiều dị linh tộc ở bên ngoài, kém rất nhiều. Trương Huyền lắc đầu. Bọn người kia đều chỉ có thánh vực nhất trọng hậu kỳ, đỉnh phong, 20 con đối chiến 200, thật muốn qua, nhất định là có đi không về. Ân, đúng rồi, bọn họ là tu luyện giả, bị Ngô Dương Tử tươi sống luyện chế thành khôi lỗi, cho tới nay. Ta đều coi bọn họ là tu luyện giả mà đối đãi, nếu như trở thành khôi lỗi mà nói. Sửa đổi cơ quan để nó trở nên càng thêm hợp lý, hoàn toàn có thể tăng thực lực lên. Trong lòng khẽ động, một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra. Những thứ này, lúc trước Trương Huyền đều coi bọn hắn là người, đã tử vong, tự nhiên không thể tu luyện nữa. Nhưng nếu như trở thành khôi lỗi mà nói, sửa chữa cơ quan trong cơ thể một chút, hoàn toàn có thể cấu tạo cho bọn họ càng thêm hoàn mỹ. Thực lực tự nhiên cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Lúc trước ở Ký Lục Sơn, hắn sửa đổi kết cấu xương sườn khôi lỗi của Mạc Lưu Chân, khiến thực lực của đối phương tăng nhiều. Nếu những thứ này cũng có thể sửa đổi mà nói, hoàn toàn có thể để sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Thiếu sót. Để tất cả khôi lỗi đồng thời thi triển võ kỹ, trong lòng thở nhẹ. Rất nhanh, tất cả thiếu sót trên thân chúng nó đều xuất hiện ở trước mắt. Thiếu sót lớn nhất trên người bọn họ là thủ pháp luyện chế cùng tài liệu. Tuy Ngô Dương Tử được xưng Hồng Viễn Đế quốc đệ nhất luyện khí đại sư, nhưng dù sao không có đạt tới thất tinh, những khôi lỗi này coi như là tất cả bộ kiện hoàn mỹ vô khuyết, đoán chừng cũng chỉ có thể đạt tới thánh vực tam trọng. Xem hết tất cả thư tịch tạo ra, Trương Huyền thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng chỉ cần các phương diện khôi lỗi đều gần như hoàn mỹ, thực lực tất nhiên đạt tới một tình trạng nghe rợn cả người, hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều. Thủ pháp luyện chế cùng tài liệu, chính là một hào rộng khó có thể vượt qua, coi như cái khác tốt, không giải quyết được hai điểm này, thực lực cũng sẽ bị hạn chế. Có thể làm cho bọn hắn đạt tới thánh vực tam trọng cũng không tệ. Trương Huyền cười cười. Tuy không có đạt tới mong muốn, nhưng mà hơn 20 thánh vực tam trọng đồng thời xuất thủ, thực lực cũng không thể khinh thường. Đương nhiên so với bên ngoài, mấy khôi lỗi này là hơi không bằng. Không nói cái khác, Thanh Diệp Vương. Kim Diệp Vương đều là thánh vực tứ trọng, hai người này thi triển toàn lực, hơn 20 tam trọng, sẽ rất khó chống lại. Đạt tới thánh vực, mỗi gia tăng một cấp bậc, chẳng khác nào đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể so sánh nổi.
Thực tế giữa tam trọng cùng tứ trọng, còn cách tới hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, chênh lệch càng lớn. Trước mặc kệ, trước hết để cho bọn hắn tăng lên thực lực rồi hãy nói. Tìm ra chỗ vấn đề, thân thể Trương Huyền tung lên, đi vào trước mặt tất cả khôi lỗi, bàn tay liên tục đập đi. Đùng đùng, từng đợt giòn vang, hơn 20 khôi lỗi như thoát thai hoán cốt, trở nên càng hung hiểm hơn, càng thêm đáng sợ. Giúp bọn hắn quán thâu năng lượng đi. Thở dài một hơi, vẻ mặt Trương Huyền tràn đầy mệt mỏi. Nếu không phải 3 tháng này, học tập tất cả thư tịch của Thiên Công Học Viện, đối với khôi lỗi cấu tạo rõ như lòng bàn tay, muốn làm đến điểm ấy hầu như không có khả năng. Dù vậy, một phen xuống, cũng làm cho linh hồn hắn tựa như hết sạch, cả người tùy thời ngã xuống. Cũng khó trách, để nhiều bộ kiện gần như hoàn mỹ như vậy, bất kỳ một trình tự nào cũng không thể phạm sai lầm, bất luận khâu nào cũng không thể có lỗ thủng, hơn nữa hơn 20 khôi lỗi, hình thái, thủ pháp luyện chế khác nhau, tính toán ra, tự nhiên không dễ dàng như vậy. Khoanh chân ngồi dưới đất, lấy ra hồn phách thanh giác long thú, bổ sung hao tổn. Ngoan nhân lại tiếp tục điều động phù văn, giúp đỡ những khôi lỗi vừa mới tấn cấp này bổ sung năng lượng. Đổi lại lúc khác, coi như kết cấu của chúng nó hoàn mỹ, không đủ năng lượng, cũng chỉ là thánh vực nhất trọng, cùng cường giả tam trọng không có bất kỳ có thể so sánh. Thật giống như ô tô không có dầu, mã lực lớn hơn nữa, cũng không bằng xe lừa. Mà bây giờ, đã có nhiều năng lượng như vậy, liền đơn giản. Oanh long long, kèm theo bổ sung lực lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại điện kịch liệt đung đưa, chung quanh khắc phủ văn, liên tục bong ra từng màng, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt. Chủ nhân, giống như linh khí nơi đây không quá đủ. Đúng lúc này, thanh âm của ngoan nhân truyền tới. Chương 1769, Kim Diệp Vương sắp tức khóc một. Bên ngoài cung điện lúc trước giam giữ tất cả danh sư, hai đại vương giả đang cau mày, nhìn vào trong. Sao một chút động tĩnh cũng không có? Sắc mặt Thanh Diệp Vương phiền muộn. Bọn hắn ở bên ngoài đợi tiếp cận nửa canh giờ, vốn tưởng rằng chỉ ít có tranh đấu, giết mấy người chấn nhiếp một chút, kết quả động tĩnh gì cũng không có, thật giống như người ở bên trong đã chết tuyệt. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, thật sự không được, dùng thần thức dò xét một chút. Kim Diệp Vương nói, đối phương là vương giả thực lực không thua chúng ta, trực tiếp dùng thần thức dò xét quá mức không lễ phép. Lại nói, vạn nhất liên lụy đến cơ mật phía trên, tùy tiện làm như vậy, ta sợ gây nên mâu thuẫn rất lớn. Vẻ mặt Thanh Diệp Vương tràn đầy xoắn xuýt. Nếu không phải thực lực của đối phương không kém hắn bao nhiêu, càng mang theo nhiệm vụ đặc thù, khẳng định sớm đã dùng thần thức dò xét, cần gì trông mong chờ ở bên ngoài. Cũng đúng. Kim Diệp Vương nhẹ gật đầu. Ầm ầm. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên mặt đất nổ vang, chung quanh vô số linh khí mãnh liệt hội tụ về phía đại điện trung tâm. Xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Diệp Vương nhìn sang. Bẩm báo vương gia, hình như là phù văn điện truyền đến thanh âm. Đông Việt nhìn một chút, sắc mặt trắng nhợt. Phù văn điện là hạch tâm của mảng lớn kiến trúc này, một khi xảy ra vấn đề, lúc trước tất cả nỗ lực đều trôi theo nước chảy. Phù văn điện, đi xem. Nhướng mày, Thanh Diệp Vương đang muốn dặn dò, liền cảm thấy mặt đất oanh động kịch liệt. Dầm ào ào. Bụi đất bay lên, sương mù lượn lờ. Ngay sau đó mọi người liền thấy kiến trúc trước mắt như tuyết lở sụp đổ xuống, lúc trước bố trí các loại trận pháp, như băng tuyết tan rã tán loạn, thậm chí rất nhiều đột nhiên nổ tung, không ít thuộc hạ không có phòng bị nổ thành trọng thương. Trận pháp đều lấy linh khí ở phù văn điện làm cơ sở thúc dục, trận pháp uy lực càng lớn, một khi phá hư, lực cắn trả lại càng lớn. Thật giống như khí cầu tràn đầy khí, không khí bên trong bị rút đi, sẽ lập tức co rút lại, xuất hiện kết quả không thể đoán trước. Kiến trúc của ta. Sắc mặt Đông Việt trắng nhợt, thiếu chút nữa ngay tại chỗ khóc lên. Hơn 2 tháng trước, từ trong phong ấn đi ra, bọn hắn liền bắt đầu tu kiến kiến trúc này, hao phí vô số tâm huyết cùng tâm lực, hao tốn không biết bao nhiêu trả giá, kết quả nháy mắt biến thành phế tích, chỉ cảm thấy ánh mắt biến thành màu đen, ngực khó chịu, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem phế tích đầy đất, toàn thân Thanh Diệp Vương cũng co lại. Là linh khí ở phù văn điện biến mất, mới xuất hiện biến cố. Lấy nhãn lực của hắn có thể nhẹ nhõm nhìn ra nguyên do, bất quá, loại kiến trúc này, cũng bảo hộ phù văn điện vô cùng tốt, không có một chút vấn đề, sao đột nhiên liền sụp. Bên này đang kỳ quái, bên kia Kim Diệp Vương đột nhiên biến sắc, thét kinh hãi một tiếng. Không đúng. Làm sao vậy? Thanh Diệp Vương cùng Đông Việt đồng thời nhìn qua. Các ngươi nhìn phía trước.
sắc mặt Kim Diệp Vương trắng bệch, chỉ về phía trước. Hai người nhíu mày, đồng thời nhìn lại. Chỉ thấy cung điện trước mắt cũng sụp xuống, khói bụi bồng bềnh, một mảnh phế tích. Làm sao vậy? Tuy cung điện này xây dựng rất chắc chắn, dùng đều là thanh cương nham, lại có rất nhiều trận pháp gia cố, nhưng cũng không có đặc thù gì, cái khác đều sụp, nó tự nhiên cũng không chịu nổi. Đông Việt nghi hoặc, sập cái rắm, tên kia cùng đám danh sư đâu, nơi này sập thành như vậy, cũng không đi ra, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kim Diệp Vương quát, cái này, lúc này hai người mới phản ứng tới, sắc mặt biến đổi, nhất là Thanh Diệp Vương. Thần thức nhìn quét qua, thân thể cứng đờ. Trong phế tích giống tuếch, nào có nửa cái bóng người, thật giống như vị tộc nhân kia cùng tất cả danh sư hư không tiêu thất. Không thấy. Kim Diệp Vương nhìn qua, thấy vẻ mặt hắn xanh mét, hàm răng cắn chặt, tức giận sắp nổ tung. Chúng ta đều bị gia hỏa này lừa, nhanh đi Phù Văn Điện. Kịp phản ứng, Thanh Diệp Vương la hét một tiếng, mặc kệ hai người khác thẳng tắp bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền đi tới. Trước Phù Văn Điện sụp đổ, nhìn một chút, liền choáng váng. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể thấy được, đó cũng không phải sự cố, mà là con người làm ra. Nói cách khác, vừa rồi có người ở Phù Văn Điện, hấp thu toàn bộ linh khí ở bên trong, phá hủy Phù Văn phía trên, hơn nữa dẫn bạo lực lượng trong đó, mới đưa đến tất cả kiến trúc toàn diện sụp đổ. Nếu không coi như là Phù Văn Điện xuất hiện biến cố cũng không có khả năng khiến nơi đây biến thành như vậy. Là danh sư. Tên kia nhất định là danh sư. Nắm đấm siết chặt, Thanh Diệp Vương kịp phản ứng. Ngoại trừ danh sư, người bình thường rất khó nhìn ra điểm kết nối của Phù Văn Điện cùng kiến trúc khác, coi như muốn phá hư cũng không có khả năng triệt để như vậy. Hơn nữa đám người kia biến mất không thấy gì nữa, có ngốc cũng biết đối phương căn bản không phải thẩm vấn, mà là cứu người. Bọn hắn làm sao đào tẩu? Chúng ta một mực trông coi, còn có trận pháp thủ hộ. Kim Diệp Vương cũng tới trước mặt. Đường đường vương gia dị linh tộc, thánh vực tứ trọng, lại có thể bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay mà không biết, ngẫm lại cũng cảm thấy phát điên. Mặc kệ hắn đào tẩu như thế nào, vừa tiêu hủy nơi đây, lại dẫn theo nhiều người như vậy, khẳng định trốn không xa, người đâu, đuổi theo bốn phương tám hướng cho ta. Một khi phát hiện tung tích lập tức truyền tin, ngàn vạn không được hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1770, Kim Diệp Vương sắp tức khóc hai. Thanh Diệp Vương nghiến răng. Quay đầu phân phó. Dẫn theo nhiều danh sư giả yếu như vậy, hắn không tin có thể chạy được nhanh. Vâng. Đám người Đông Việt lên tiếng, đồng thời kích xạ ra bốn phương tám hướng. Đáng giận, gia hỏa này rút cuộc là người nào? Phái ra tất cả thuộc hạ, hai đại vương giả nhớ tới lúc trước trải qua, tức giận đến hàm răng cắn chặt, cảm thấy cả người sắp muốn phát nổ. Nếu thật là danh sư ngụy trang mà nói. Sẽ không phải là bọn hắn nói danh sư học viện viện trưởng Trương Huyền. Đột nhiên, Kim Diệp Vương nhớ ra cái gì đó, trầm ngâm nói. Lúc ấy vị phó viện trưởng Lục Phong kia, chính miệng nói tên kia tự xưng Trương Huyền, chỉ là bọn hắn cho rằng, là vị tộc nhân này lừa gạt đối phương thu hoạch tín nhiệm, không có coi là chuyện quan trọng. Hiện tại xem ra vô cùng có khả năng là thật. Trương Huyền. Thanh Diệp Vương nhẹ gật đầu. Tuy bọn hắn đối với danh tự này còn rất lạ lắm. Nhưng có thể trở thành danh sư học viện viện trưởng, làm sao có thể đơn giản. Không quan tâm có phải hay không, trước hết để cho bọn hắn dò xét, bắt được, không bầm thây vạn đoạn là không thể. Thanh Diệp Vương quát. Bên này tức giận đến nổi điên, khoảng cách mảnh kiến trúc này không biết bao xa, một cái không gian giới chỉ từ không trung rớt xuống, ngay sau đó, một thân ảnh cao ngất xuất hiện. Thân ảnh vừa mới bắt đầu còn có chút cứng ngắc, một lát sau bỗng nhiên nhúc nhích, giãn ra. Vù vù, thở ra một hơi, mỉm cười, hàm răng trắng noãn, đúng là Trương Huyền từ trong Phù Văn Điện trốn tới. Cũng không tệ lắm, những khôi lỗi này đều đạt đến thánh vực tam trọng, hơn nữa đều bổ sung đủ năng lượng, sau này gặp phải thánh vực tứ trọng đơn độc cũng không cần sợ hãi rồi. Vừa rồi hấp thu một phen, tuy chơi đùa Phù Văn Điện sụp đổ, nhưng mà tất cả khôi lỗi đều lấy được chỗ tốt thật lớn, năng lượng trong cơ thể hoàn thành bổ sung, càng đạt đến thánh vực tam trọng. Nhiều cường giả như vậy, về sau mặc dù gặp phải thánh vực tứ trọng, cũng có thể dựa vào vây công chiến thắng. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng gia tăng thật lớn. Xuất hiện đi. Cổ tay khẽ đảo, một đoàn danh sư xuất hiện ở trước mắt. Đúng là mọi người bị hắn thu vào thiên nghĩ phong xào. Đây là đâu, chúng ta đã trốn ra ngoài. Là cực nam của địa quật, ta đã từng tới một lần.
khoảng cách kiến trúc dị linh tộc xây dựng, chừng hơn 100 dặm. 100 dặm. Chư vị danh sư rất nhanh xác định vị trí, thỉnh thoảng nhìn nhìn, phát hiện không có dị linh tộc theo ở phía sau, lần nữa nhìn về thân ảnh trước mắt, tràn đầy cảm kích. Xem ra đối phương nói không sai, đúng là tới cứu bọn họ. Chứng kiến ánh mắt của mọi người, Trương Huyền cũng từ bộ dáng dị linh tộc, thay đổi trở về, đồng thời thay đổi danh sư bào, trước ngực 6 vì sao lóng lánh sáng lên. Cảm tạ ân cứu mạng của Trương Sư. Một lão giả ôm quyền, người khác theo sát phía sau. Không cần khách khí, đều là danh sư, cứu người là nên phải. Trương Huyền khoát tay áo. Đám người kia vì đạo nghĩa trong lòng, sinh tử cũng có thể không để ý, nếu như gặp gỡ không cứu, mình cũng không cần sống. Bây giờ không phải là thời điểm nói lời khách sáo, chúng ta lặng lẽ đào tẩu, dị linh tộc khẳng định đã nổi điên, bắt đầu tìm tòi khắp nơi, tìm tới nơi này chỉ là vấn đề thời gian, ta xem không bằng như vậy, các ngươi trước tìm địa phương nghỉ ngơi dưỡng thương, ngàn vạn không nên bị phát hiện. Đã cắt đứt mọi người khách khí, Trương Huyền nói. Nghỉ ngơi dưỡng thương, không được. Một vị lão danh sư, nhíu mày. Dị linh tộc tu kiến công sự phòng ngự, càng có hai vị vương giả đích thân tới. Khẳng định mưu đồ làm loạn, nhất định phải ngăn cản bọn hắn, nếu không ta sợ. Sẽ xuất hiện biến cố không thể cân nhắc. Dị linh tộc khí thế hung hăng mà đến, còn chưa tới thời điểm bọn hắn có thể nghỉ ngơi, an tâm dưỡng thương. Chuyện của bọn hắn các ngươi không cần phải xen vào, ta một người có thể xử lý. Trương Huyền khoát tay áo. Lần này xuống, chính là vì xử lý tình huống lăng bia dị động, hiện tại chỉ chơi sụp công sự phòng ngự, hơn 200 dị linh tộc còn sống thật tốt. Làm sao có thể trực tiếp rời đi? Ngươi một người, như vậy không được, quá nguy hiểm. Mọi người vội vàng nói. Tình huống hiện tại của các ngươi, cùng tới mà nói, chẳng những không thể giúp, còn có thể thêm phiền. Các ngươi cần làm nhất, là dưỡng thương, chờ thương thế tốt lên, cùng bọn hắn chiến đấu. Biết rõ hảo ý của đối phương, nhưng Trương Huyền vẫn lắc đầu. Không phải hắn không tín nhiệm đối phương, mà là dị linh tộc quá nhiều, quá cường đại. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Thật muốn đi qua mà nói, chỉ sợ lại phiền toái bản thân đi xuất thủ cứu một lần. Cái này, sắc mặt mọi người chướng hồng. Đối phương nói không sai, tuy bọn hắn đều là danh sư lục tinh đỉnh phong, nhưng mà đối mặt hơn 200 dị linh tộc, còn có hai thánh vực tứ trọng, đích xác hữu tâm vô lực, không có bất kỳ biện pháp nào. Trương sư, tuy chúng ta không được, nhưng ngươi một người, khẳng định cũng khó. Coi như mọi người không thể giúp chuyện lớn, cũng nhất định có thể giúp chuyện nhỏ, lẫn nhau chiếu ứng, tất nhiên có thể làm cho bọn hắn ăn một bình. Đúng vậy, chúng ta tiếp cận 40 người, mỗi người giết nhiều một cái, cũng có thể khiến áp lực giảm bớt một phần. Để cho chúng ta đi theo ngươi đi, lần này chỉ cần cẩn thận, không bị vây công, chắc có lẽ không chật vật như vừa rồi. Mọi người vẫn không yên lòng. Chương 1771, đột phá, tòng thánh. 1. Ta có thể từ trong tay bọn họ cứu bọn ngươi ra, đã nói lên năng lực bảo vệ tính mạng khẳng định không có vấn đề. Vì vậy, điểm ấy không cần lo lắng. Cùng lắm thì, ta chạy. Trương Huyền cười cười. Ta biết rõ các ngươi không sợ chết, nhưng mà, coi như là danh sư, cũng phải chết có giá trị mới được, không minh bạch bị đám người kia chém giết. Vạn nhất bọn hắn lao ra địa quật, đến mặt đất, lại có người nào cứu vớt ngàn vạn nhân tộc. Ách! Mọi người trầm mặc. Đích xác. Coi như không sợ chết, cũng không thể chết vô ích. Bất cứ chuyện gì đều phải làm có giá trị mới được. Được rồi, liền nghe lời ngươi nói, chúng ta trước dưỡng thương. Trương sư, ngươi cũng cẩn thận, thật sự không được, chúng ta bẩm báo tổng bộ, để tổng bộ tới xử lý. Lão giả lúc trước nói. Yên tâm đi. Biết rõ hảo ý của đối phương, Trương Huyền cười cười. Ân. Lúc này mọi người mới nhớ tới thủ đoạn thần kỳ của đối phương. Đồng thời nhẹ gật đầu. Nhiều dị linh tộc như vậy bao vây, cũng có thể thuận lợi cứu bọn hắn ra, người thanh niên này tuy tuổi không lớn lắm, nhưng năng lực là bọn hắn xa xa không sánh bằng. Đúng rồi, trong tay các ngươi còn có trận kỳ hoặc trận bàn không, cấp bậc càng cao càng tốt. Đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, Trương Huyền nhìn về phía mọi người. Trận kỳ, trận bàn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Ta có một bộ trận kỳ, đại khái ở cấp 6 đỉnh phong. Tổng cộng hơn 120 căn, có thể dùng bố trí chính vũ huyễn trận. Ta cũng có, 81 căn, có thể bố trí sát trận cấp 6 đỉnh phong. Lúc ta rời đi, mua một trận bàn cấp 6 đỉnh phong, bất quá, chỉ là mê trận, uy lực không quá lớn.
ta cũng có một trận bàn, cấp 6 đỉnh phong. Nghe hắn cần trận kỳ cùng trận bàn, mọi người nhao nhao lấy ra, cả một đống. Những người này biết rõ đi vào địa quật, cửu tử nhất sinh, trước khi tới đều dùng gia sản đổi thành bảo vật bảo vệ tính mạng, trận kỳ, trận bàn có thể lấy yếu thắng mạnh, làm cho thực lực người ta tăng nhiều, tự nhiên đều chuẩn bị. Đúng vậy, đủ rồi. Chứng kiến trận kỳ cùng trận bàn đầy đất, Trương Huyền cười cười. Không hổ là danh sư lục tinh đỉnh phong, thứ tốt trong tay quả nhiên không ít, tuy chỉ là cấp 6 đỉnh phong, nhưng ở trong cấp 6, được coi là cường đại nhất, đi ra ngoài mua, không biết giá bao nhiêu, hơn nữa rất nhiều còn là có tiền mà không mua được. Bàn tay chảo một cái, thu mấy thứ này vào không gian giới chỉ, Trương Huyền nhìn mọi người ôm quyền. Cáo từ. Nói xong quay người liền muốn rời đi, còn chưa đi xa, liền nghe phía sau có một thanh âm vang lên. Trương viện trưởng chậm đã. Quay đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là Lục Phong. Chỉ thấy khuôn mặt của gia hỏa này chướng đỏ bừng. Lục sư. Trương Huyền hỏi. Trương viện trưởng, ta. Chuyện lúc trước ta xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lục Phong nói. Lục sư khách khí, đối kháng dị linh tộc là trách nhiệm của danh sư chúng ta, chẳng phân biệt được ta và ngươi. Trương Huyền cười cười. Cảm tạ viện trưởng đại lượng. Chần chừ một chút, cổ tay Lục Phong khẽ đảo, lấy ra một cái mâm tròn. Đây là một cái trận bàn năm đó ta lấy được, là một mê trận cấp 7, có lẽ có thể có tác dụng với ngươi. Trận pháp cấp 7. Ánh mắt sáng lên, Trương Huyền vội vàng nhận lấy. Cái trận bàn này không biết dùng vật liệu gì điêu khắc thành, đường vân trong đó rậm rạp chằng chịt, vô cùng tinh tế, mặc dù minh lý chi nhãn của hắn cũng có chút thấy không rõ lắm. Đây là dùng thần thức quan sát điêu khắc thành, một khi kích hoạt uy lực cực lớn, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới lấy được, một mực không có sử dụng. Lục Phong thấy hắn quan sát, giải thích nói. Dùng thần thức quan sát điêu khắc, khó trách. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Trận pháp đạt tới cấp 7, chỉ có trận pháp sư thất tinh mới có thể điêu khắc, mà muốn trở thành loại trận pháp sư cấp bậc này, yêu cầu thứ nhất chính là tu vi đạt tới thánh vực nhị trọng thần thức cảnh. Thần thức là xúc giác của linh hồn, có thể quan sát đồ vật rất nhỏ, mắt thường không bằng được. Đa tạ. Biết rõ trận bàn này đối với hắn có tác dụng rất lớn, cũng không chối từ, cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, thu vào không gian giới chỉ. Cáo từ. Thân thể nhoáng một cái, thẳng tắp đi về phía trước, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Thấy hắn rời đi, tất cả danh sư đồng loạt nhìn Lục Phong. Vị này, thật là viện trưởng mới của danh sư học viện. Tất cả mọi người không thể tin được, dù sao niên kỷ thật sự quá nhỏ. Vâng. Lục Phong nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn cũng cảm thấy tất cả trưởng lão lựa chọn đối phương làm viện trưởng là một sai lầm, hiện tại xem ra, đúng là cách làm sáng suốt nhất. Chương 1772, đột phá, tòng thánh. 2. Từ trong mấy trăm dị linh tộc, bình tĩnh cứu bọn chúng ra, không tham công, không cao ngạo, coi như là Mạc Lưu Chân viện trưởng cũng làm không được năm đó. Ít nhất, hắn là không cách nào so sánh được, kém không chỉ một cấp bậc. Hắn có thể trở thành một vị viện trưởng lợi hại nhất danh sư học viện, mang theo học viện đi hướng huy hoàng. Nhìn phương hướng Trương Huyền biến mất, Lục Phong thì thào tự nói. Thấy tận mắt qua tất cả năng lực của thanh niên này, mới biết được hắn đáng sợ, loại người này thật tình vì học viện sao có thể không huy hoàng. Phi hành một đoạn thời gian, Trương Huyền ở trong một khe núi ngừng lại. Bây giờ đi qua khẳng định không phải đối thủ, phải nghĩ biện pháp mới được. Mặc dù có hơn 20 khôi lỗi thánh vực tam trọng, nhưng mà thật muốn cùng hơn 200 thánh vực nhất trọng dị linh tộc, hai vương giả tứ trọng đối kháng, sẽ bị đơn giản chém giết, không chống lại được. Nhất định phải trước nghĩ đối sách, tốt nhất có thể một mẻ hốt gọn bọn người kia, nhất tuyệt hậu hoạn. Trước xem trận bàn cấp 7 này đã. Tinh thần khẽ động, lấy ra trận bàn mà Lục Phong cho hắn, bàn tay siết chặt, chân khí điên cuồng quán thâu. Hả, không có động tĩnh. Nhướng mày. Chẳng lẽ vật này hỏng hay sao? Không nên a. Thấp giọng hô thiếu sót, trong đầu xuất hiện thư tịch, nhìn thoáng qua, sắc mặt đen lại, hận không thể có một địa phương chui vào. May mắn không ai chứng kiến, nếu không viện trưởng như hắn thật sự mất mặt ném đại phát rồi. Cũng không phải trận bàn hỏng, mà là, thực lực của hắn không tới, cấp bậc chân khí chưa đủ, căn bản không có biện pháp kích hoạt. Hiện tại lực lượng chân khí, chỉ có bán thánh đỉnh phong, toàn bộ sức chiến đấu chung vào một chỗ, cũng chỉ tương đương thánh vực nhất trọng, khu động trận bàn cấp 6 vấn đề không lớn, cấp 7. Căn bản không có khả năng.
Tuy tử dương thú đạt đến thần thức cảnh, nhưng nó là thánh thú, đồng dạng không cách nào sử dụng. Kim nguyên đỉnh càng không cần phải nói, chỉ là thánh khí. Xoa xoa mi tâm. Trừ khi, thực lực của ta bây giờ, đạt tới tòng thánh đỉnh phong, có lẽ có thể bằng vào uy lực của phong thánh giải, thúc giục trận bàn cấp 7 mà thánh vực nhị trọng mới có thể kích hoạt. Thực lực bây giờ kích hoạt trận bàn là khẳng định làm không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá. May mắn đột phá tòng thánh cần có lôi minh thạch, đã tới tay. Bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Trương Huyền không có gì có thể do dự, thân thể nhoáng một cái, tiến nhập thiên nghĩ phong xào. Tu luyện đột phá cảnh giới cần tuyệt đối yên tĩnh, không thể bị quấy rầy. Hiện tại dị linh tộc đang truy tung, ở chỗ này khẳng định không thể an tâm. Tiến nhập trong đó, Trương Huyền đi tới dưới bồ đề thụ ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo, một đống linh thạch thượng phẩm xuất hiện ở trước mắt. Thẩm gia cho nhóm lợi nhuận đầu tiên, có hơn 3.000 viên, tuy thời điểm trợ giúp tất cả đệ tử tăng lên thực lực dùng hết 500 viên, với hắn mà nói vẫn có rất nhiều, hoàn toàn đủ, trong thời gian ngắn không cần vì linh thạch mà lo lắng. Tiện tay bắn ra một đống trận kỳ, bố trí một tụ linh trận, tất cả linh khí trong linh thạch thượng phẩm hội tụ, lúc này Trương Huyền mới giữ lôi minh thạch ở trong lòng bàn tay, nhắm mắt tu luyện. Cô cô cô! Chân khí tinh thuần, hùng hậu chảy xuôi ở trong kinh mạch, tựa như một con rồng lớn, tháo chạy ở trong người, huyệt đạo toàn thân Trương Huyền mở ra toàn bộ, tham lam hấp thu linh khí nồng đậm ở chung quanh, giống như thao thiết đói khát, hưởng thụ lấy mỹ thực phong phú. Hai tháng qua, hắn đã sớm đạt đến bán thánh đỉnh phong, bởi vì không có lôi minh thạch, một mực tích lũy, trong cơ thể khát vọng đột phá, giống như mặt đất khô héo, đã sớm không chịu nổi rồi. Lôi minh thạch vừa xuất hiện, hơn nữa linh khí sung túc, khí tức cả người lập tức phát sinh biến hóa. Xoẹt xoẹt tương đương xoẹt xoẹt tương đương. Kèm theo linh khí, càng hấp thu càng nhiều, thời gian vận chuyển chân khí càng ngày càng dài, bình chướng giam cầm thân thể, bị xung kích càng ngày càng bạc nhược yếu kém, dần dần lắc lư. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ vang kịch liệt, huyền quan mở ra, Trương Huyền chỉ cảm thấy ánh mắt cùng lỗ tai trở nên dị thường rõ ràng, tư duy cũng càng thêm mau lẹ. Tòng Thánh, đến. Tòng Thánh là nền móng đột phá thánh vực chính thức, khiến bản chất sinh mệnh của tu luyện giả bay vọt về chất, bởi vậy thân thể, linh hồn, chân khí đều có tăng lên trên phạm vi lớn. Đừng nhìn bán thánh đỉnh phong cùng Tòng Thánh sơ kỳ chỉ kém một tiểu cấp bậc, nhưng lại có chênh lệch như long cùng xà. Không thể đồng thời nói. Hơn nữa, hắn tu luyện là phong thánh giải, chân khí càng thêm ngưng tụ, càng thêm trầm trọng, khiến lực lượng trong cơ thể hắn như hải dương mãnh liệt. Chân khí cũng từ 8.400 vạn đỉnh, lần nữa có đột phá, đạt đến trọn vẹn 9.000 vạn đỉnh. Tiếp tục, biết rõ vừa mới đột phá, đồng dạng rất khó khu động trận bàn cấp 7, ánh mắt nheo lại, Trương Huyền tiếp tục tu luyện. Đột phá gông cùng xiềng xích, tiếp tục tu luyện, liền đơn giản hơn rất nhiều. Hai canh giờ sau, đã đạt đến tòng thánh đỉnh phong. Lực lượng chân khí thành công đột phá đỉnh phong mà thánh vực mới có thể đạt tới, đạt đến 1.200.000 vạn đỉnh. Càng trọng yếu là, nguyên thai trong đan điền vô cùng mượt mà, tản mát ra tia sáng chói mắt, tùy thời cũng sẽ đột phá. Xem ra, trước mắt thì có nhị đẳng tuyệt phẩm rồi. Mục Khải mục sư hao tốn vô số tâm huyết, cả đời cũng mới tu luyện nguyên thai tới nhị đẳng thượng phẩm, hắn bây giờ còn không có đột phá thánh vực. Đã đạt đến nhị đẳng tuyệt phẩm. Đây cũng khó trách, thiên đạo chân khí, tăng thêm thiên đạo công pháp, nếu như ngay cả loại cấp bậc này cũng không đạt được, hắn có thể tìm khối đậu hũ đâm chết rồi. Chỉ cần tiếp tục tôi luyện, đẳng cấp nguyên thai còn sẽ tăng lên, đạt tới nhất đẳng không khó lắm. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Hao tốn trả giá lớn như vậy, khổ cực tu luyện như vậy, quả nhiên không có uổng phí. Chỉ cần có thể trở thành nguyên thai nhất đẳng, sức chiến đấu sẽ có biên độ gia tăng thật lớn. Thậm chí có thể trở thành thiên nhận thánh giả. Đương nhiên, muốn làm được điểm ấy, còn cần tiếp tục ma luyện nguyên thai, để nó trở nên càng thêm ngưng kết mới được. Hiện tại không có thời gian ma luyện, thử xem trận pháp. Biết rõ bây giờ không phải là lúc tu luyện, Trương Huyền lấy ra trận bàn cấp 7. Chương 1773, Thất tinh trận bàn 1. Trận bàn vừa xuất hiện trong tay. Chân khí hùng hậu của Trương Huyền lập tức tuôn vào. Xì 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 xì. Cùng lần trước rõ ràng có khác biệt, đạt được chân khí quán thâu, trận bàn đã xảy ra rung rung kịch liệt, oanh một tiếng, một đạo hào quang bao phủ bốn phía, tạo thành một vòng tròn phạm vi vài trăm thước. Vòng tròn càng lúc càng lớn, trong đó bốc lên sương mù sinh ra, tựa như một thế giới mới, đừng nói những người khác,
coi như là hắn, đột nhiên lâm vào trong đó, cũng mất đi phương hướng, tìm không thấy trên dưới trái phải, đông nam tây bắc. Là mê trận cấp 7, lục hư mê trận. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Trận bàn không có kích hoạt, coi như là hắn cũng nhìn không ra cụ thể là trận pháp gì, vừa rồi thư viện tuy phân biệt thiếu sót, cũng chỉ là chất liệu cùng lỗ thủng của trận đồ. Chỉ có kích hoạt, tận mắt thấy, mới biết được là cái gì, có bao nhiêu uy lực. Lục Hư là một vị trận pháp đại tông sư 5.000 năm trước, năm đó bị một đám mây mù trong sơn mạch ngăn trở, không cách nào rời đi, sáng chế ra trận pháp này, mặc dù chỉ là cấp 7 trung kỳ, lại có uy lực hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, thậm chí thánh vực ngũ trọng lâm vào trong đó, trong thời gian ngắn cũng bị mê hoặc, khó có thể chạy ra. Nguyên nhân chính là như thế, trận pháp này cực kỳ nổi danh, ở trong trận pháp học viện tàng thư khố cũng có ghi chép, Trương Huyền cũng là xem qua tất cả thư tịch mới biết. Đều họ Lục, chẳng lẽ là tổ tiên của Lục Phong viện trưởng? Một cái ý nghĩ xông ra. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ những thứ này, Trương Huyền lắc đầu. Đã có trận pháp này, lại đối phó những dị linh tộc kia, xác suất thành công sẽ tăng lớn không ít, bất quá vẫn phải kế hoạch một chút. Tu vi bạo tăng, hơn nữa đã có trận bàn lợi hại như thế, lòng tin của Trương Huyền tăng nhiều, thân thể nhoáng một cái, rời đi Thiên Nghĩ Phong xào, một lần nữa trở lại địa quật. Bốn phía như trước là khí thức sát lục nồng đậm, sắc trời lờ mờ thấy không rõ lắm. Cơ bắp nhúc nhích, lần nữa biến thành bộ dáng một dị linh tộc đã gặp qua, lúc này mới tiếp tục bay đi. Còn chưa đi xa, liền thấy hai dị linh tộc gào thét bay tới. Ngươi nói có kỳ quái hay không, tiếp cận 40 người, nói không có liền không có, đến cùng trốn thế nào a? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lúc ấy liền canh giữ ở bên ngoài, hai mắt một mực mở to, quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy, kết quả đối phương bỏ chạy rồi. Mấu chốt nhất là chúng ta tìm tòi thời gian dài như vậy, nửa cái bóng người cũng không phát hiện. Chúng ta bắt lấy không phải danh sư, mà là quỷ hồn a. Hai dị linh tộc một bên phi hành, một bên nói chuyện phiếm. Trương Huyền cùng tất cả danh sư mất tích như thế nào, ngay cả Thanh Diệp Vương, Kim Diệp Vương cũng không rõ ràng, chớ nói chi là bọn hắn. Mấu chốt nhất là, nhiều người như vậy đào tẩu, lại có thể một chút dấu vết cũng không có, làm cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Đang cảm khái, đột nhiên nhíu mày, chứng kiến một tộc nhân từ nơi không xa bay tới. Thế nào, nhị vị có thu hoạch gì không? Tộc nhân này vừa thấy mặt, liền hỏi lên. Hoa Vũ, ngươi không phải bị phái đến một phương hướng khác sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Chứng kiến người này, một vị dị linh tộc nhìn không được nhíu mày. Lần này xuyên qua phong ấn tới, tổng cộng có gần 200 người, lẫn nhau đều biết. Gia hỏa này bị phái đến một phương hướng khác, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? À, bên kia ta đã tìm, phát hiện một manh mối nên theo tới. Hoa Vũ giải thích, manh mối, đầu mối gì? Hai dị linh tộc ánh mắt đồng thời sáng lên. Ở chỗ này, cổ tay khẽ đảo, Hoa Vũ lấy ra một cái ngọc bài, đưa tới. Hai người hiếu kỳ, cúi đầu nhìn chằm chằm qua, còn không thấy rõ ràng phía trên là cái gì, liền thấy hai nắm đấm rơi xuống. Ầm ầm, trên nắm tay mang theo áp lực cực lớn, tựa hồ muốn đánh bạo không khí, lực lượng kích động mà ra, mặt đất bốn phía đều chấn vỡ vụn. Ngươi, hai dị linh tộc, giờ phút này tự nhiên biết rõ đối phương có vấn đề, sắc mặt xanh mét, dưới vội vàng, nắm đấm đồng thời tiến lên đón. Bành bành, bốn cái nắm đấm va chạm nhau, hai người này chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng giống như núi lửa bộc phát nghiền ép tới, toàn thân nhịn không được cứng đờ, đồng loạt bay ngược ra ngoài. Ầm ầm, đâm vào dưới đất, ném ra hai cái hố to. Tòng Thánh đỉnh phong, quả nhiên thật mạnh. Hoa Vũ kêu kỳ quái. Tiếp tục lao đến, không có bất kỳ chiêu số, tay đấm chân đá, nhắm hai người chà đạp. Bành! Hai dị linh tộc còn không kịp phản ứng, đầu đã bị đá nát, ngang nằm trên mặt đất, biến thành tử thi. Hặc hặc! Chứng kiến hai thánh vực nhất trọng dị linh tộc, đơn giản bị chém giết, ánh mắt Hoa Vũ tỏa ánh sáng. Gia hỏa này tự nhiên là Trương Huyền ngụy trang. Tu vi bạo tăng, hắn muốn thử xem mạnh như thế nào, thử một lần, giờ mới hiểu được phong thánh giải đáng sợ. Đừng nói đồng cấp bậc, coi như là dị linh tộc cao hơn một cấp bậc, cũng tùy tiện hành hạ đến chết. Căn bản không phải đối thủ. Nhìn xem có đồ vật gì không. Bàn tay chảo một cái, lấy tới không gian giới chỉ của hai gia hỏa này, tinh thần khẽ động, lan tràn đi vào, sau đó lắc đầu. Tuy thực lực bọn người kia tương đương danh sư lục tinh, nhưng mà giá trị so với người sau kém quá nhiều, một nghèo hai đủ,
hai người cộng lại cũng chưa tới 10 viên linh thạch thượng phẩm. Khó trách những dị linh tộc này muốn tiến công danh sư đại lục, đoán chừng là chiến trường ngoại vực, thật sự quá cằn cỗi. Lắc đầu, ngón tay Trương Huyền điểm một chút, hủy diệt hai thi thể, lại che lấp mặt đất hư hao, vừa tính toán đi về phía trước, trong lòng khẽ động, dung mạo biến hóa, hóa thành bộ dáng tên vừa bị hắn chém giết kia. Đồng thời chém giết hơn 200 dị linh tộc, khẳng định làm không được, nhưng lặng lẽ giết chết từng cái một, ngược lại là có thể thực hiện. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian, cũng không sốt ruột. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tiếp tục bay đi, không lâu, lại gặp hai dị linh tộc, bắt trước làm theo, chém giết. Chương 1774, Thất Tinh Trận Bàn 2. Dị linh tộc đi ra tìm tòi, đều chỉ có thánh vực nhất trọng, đối với hắn hiện tại mà nói, không đáng kể chút nào, coi như là không sử dụng khôi lỗi, cũng có thể đơn giản giết chết. Sau nửa canh giờ, một lần nữa về tới địa phương lúc trước. Chỉ thấy phế tích đầy đất, không ít dị linh tộc vây quanh ở phía trên, tựa hồ tu kiến lần nữa, dù cho biết rõ kết quả cực kỳ bé nhỏ. Vì tu kiến những thứ này, bọn hắn hao tốn gần hơn 2 tháng thời gian, trong thời gian ngắn muốn khôi phục, hầu như là không thể nào. Kim Diệp Vương cùng Thanh Diệp Vương giống như đều ở đây. Trong đám người, hai dị linh tộc thực lực mạnh mẽ lơ lửng ở trên không trung, đúng là hai vị vương giả lúc trước. Lúc này hai gia hỏa nhăn mày lại, khuôn mặt không vui. Bẩm báo vương gia, bên này không có bất kỳ dấu vết. Vương gia, bên ta cũng không có phát hiện. Bọn hắn giống như bốc hơi, bên chúng ta cũng không có. Lần lượt có người tới đây bẩm báo. Trương Huyền đào tẩu hình thái là vu hồn, vô hình vật chất, dấu vết gì cũng không có lưu lại. Những thứ này chỉ là thánh vực nhất trọng, có thể phát hiện mới thực gọi là gặp quỷ. Đáng giận, 30-40 người, cứ như vậy hư không tiêu thất, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng làm sao làm được? Không chỉ dị linh tộc khác kỳ quái, ngay cả Kim Diệp Vương, Thanh Diệp Vương cũng nghi hoặc. 30-40 người giả yếu, tùy thời sẽ treo, ở dưới mí mắt hơn 200 người chạy đi, lại không có phát hiện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói, có phải là vu hồn hay không? Đột nhiên, nhớ tới lúc trước cảm ứng kỳ quái, Kim Diệp Vương siết chặt nắm đấm. Vu hồn. Thanh Diệp Vương không rõ ràng cho lắm. Ân. Lúc trước chúng ta canh giữ ở ngoài điện, không phải cảm thấy có đồ vật gì đó đi qua sao? Khả năng chính là ở thời điểm đó đào tẩu đấy, có thể ở trước mặt rời đi, mà không bị phát hiện, suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể nghĩ đến. Vu hồn. Kim Diệp Vương nói. Vu hồn, cái chức nghiệp này không phải là bởi vì hiệu chung với linh tộc chúng ta, bị danh sư diệt sạch sao? Thanh Diệp Vương nhíu mày. Vu hồn sư, là một chức nghiệp rất quỷ dị ở danh sư đại lục. Lúc trước hiệu chung dị linh tộc bọn hắn, bị danh sư phát hiện, triệt để diệt sạch, truyền thừa cũng không có. Một danh sư, vô cùng có khả năng là học viện viện trưởng, lại có thể dùng vu hồn bí pháp cứu người đi, thật hay giả. Vu hồn đích xác diệt sạch, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Kim Diệp Vương Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ. Ngoại trừ vu hồn, thật sự nghĩ không ra, đến cùng thế nào đào tẩu. Hai người đang đàm phán. Liền thấy một tộc nhân vội vã bay tới. Vương gia, ta giống như phát hiện tung tích của những danh sư kia. Phát hiện. Nghe nói như thế, ánh mắt hai người sáng lên, vội vàng nhìn lại. Ân, ta thấy được một ít dấu vết, có dấu chân nhân loại rõ ràng, không dám tiếp tục truy tung, lập tức trở về bẩm báo. Tộc nhân này giải thích. Làm không tệ. Thanh Diệp Vương nhẹ gật đầu. Những tộc nhân này thực lực quá yếu, phát hiện tùy tiện truy tung. Rất dễ dàng bị chém giết. Ở phương hướng nào, mang bọn ta qua nhìn xem. Nhíu mày một cái, Thanh Diệp Vương nói. Ở đằng kia, dị linh tộc này nói. Qua nhìn xem. Thanh Diệp Vương nhẹ gật đầu, đang muốn để ra hỏa này dẫn đường, đã bị Kim Diệp Vương giữ chặt. Chậm đã. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi quên tên kia quỷ gì? Kim Diệp Vương nhìn qua. Cái này. Sắc mặt Thanh Diệp Vương siết chặt. Lúc này mới nhớ tới, tên kia ngay cả vương giả cũng có thể ngụy trang, thực lực mạnh, có thể nói khủng bố, nếu gia hỏa này thật là ngụy trang, vô cùng có khả năng là cạm bẫy. Ta xem một chút. Nhướng mày, thần thức của Thanh Diệp Vương triển khai, bao phủ dị linh tộc trước mắt. Vương gia. Dị linh tộc này hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương có thể làm như vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, bàn tay ở trong tay áo nhìn không được siết chặt. Hắn là. Thần thức bao phủ.
Thanh Diệp Vương đang muốn nói chuyện, đột nhiên ầm ầm, trước mắt có sương mù mãnh liệt bay lên, một cái nháy mắt, liền bao phủ phạm vi vài trăm thước. Xì xì xì. Sương mù che đậy thiên địa, khiến người lâm vào trong đó, phân không rõ đông nam tây bắc, miệng mắt mũi cũng giống như bị bế tắc. Là thất tinh mê trận. Đồng tử co rụt lại, thân thể Kim Diệp Vương cứng đờ. Loại mê trận cấp bậc này, coi như là hắn lâm vào trong đó, trong thời gian ngắn cũng rất khó chạy ra. Vội vàng nhìn lại Thanh Diệp Vương ở bên người, chỉ thấy hắn đã mất đi tung tích, ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện trong đầu mình cũng hỗn loạn, tìm không thấy đông nam tây bắc. Chương 1775, ám hiệu 1. Gia hỏa này nhất định là Trương Huyền kia ngụy trang. Lúc này Kim Diệp Vương có ngốc cũng biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt xanh mét, tức giận sắp bạo tạc nổ tung. Bọn hắn đang suy nghĩ, làm sao bắt lấy gia hỏa này, ai ngờ hắn lại ngụy trang tộc nhân, vụng trộm tới trước mặt, phóng ra trận bàn. Nếu như trước có phòng bị, vô cùng có khả năng bạo lực phá hủy trận pháp, bây giờ đang ở khoảng cách gần kích hoạt, bị nhốt trong đó, coi như muốn phá hủy, cũng càng thêm phiền toái, cần tìm được chỗ hạch tâm mới được. Hừ, tuy trận bàn cấp 7 lợi hại, nhưng ta am hiểu nhất đúng là trận pháp, không tin phá không vỡ. Trong ngực lửa giận hừng hực, nhưng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm tức giận, ánh mắt sáng ngời nhìn lại. Trong tất cả vương giả, hắn nghiên cứu trận pháp nhiều nhất, nguyên nhân chính vì như thế, mới có tư cách xuyên qua phong ấn, đối phương dùng trận pháp thất tinh đỉnh phong vây khốn, có thể sẽ cần thời gian rất lâu, không có đạt tới đỉnh phong, hơn nữa còn là trận bàn. Muốn vây khốn hắn, hầu như không có khả năng. Thân thể nhoáng một cái, bay lên, nhưng bay mấy hơi thở, phát hiện trước mắt vẫn là sương mù mịt mờ, ngay sau đó ngừng lại, bay chung quanh một vòng. Trận pháp này còn rất mạnh, bốn phía toàn bộ điên đảo, làm cho người phân không rõ trên dưới trái phải, đông nam tây bắc. Thần sắc hắn ngưng trọng lên. Dạo qua một vòng, biết rõ trận pháp này không đơn giản. Phá giải là khẳng định có thể thành công, chỉ là trong thời gian ngắn hoàn thành rất khó. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái la bàn, đang muốn cẩn thận nghiên cứu sinh môn trong trận pháp ở nơi nào, liền nghe được một tiếng kêu thảm vang lên, nghe được thanh âm va chạm mặt đất. Gia hỏa này lại đánh lén tộc nhân. Đồng tử co rụt lại. Mê trận không có năng lực giết người, coi như bị khốn trụ cũng không có gì, nhất là trận bàn, đối với chân khí tiêu hao thật lớn, coi như là trong thời gian ngắn, có thể có uy lực cực lớn, kỳ thật người bị nhốt cuối cùng lông tóc không tổn thương, ngược lại người kích hoạt trận bàn. Sẽ bởi vì chân khí hao tổn quá lớn, mà mất đi sức chiến đấu. Lúc trước còn nghĩ, bản thân có rất nhiều thời gian, dù sao cũng không cách nào bị thương, không coi vào đâu, không nghĩ tới, gia hỏa này thúc giục trận bàn, rõ ràng còn có năng lực đi giết người. Quả thực muốn chết. Thân thể nhoáng một cái, bay tới địa phương có tiếng kêu thảm vang lên, đi vào trước mặt, quả nhiên thấy một tộc nhân, bị một quyền đánh chết, không gian giới chỉ cũng bị cướp đi. Đang tức giận. Lần nữa nghe được một tiếng kêu thảm, lại có tộc nhân bị độc thủ. Hơn 200 tộc nhân, nhận được mệnh lệnh chia nhau đi ra ngoài tìm kiếm, trước mắt ở chỗ này xây dựng phòng ốc, đều là lúc trước đi ra ngoài tìm kiếm, mà không có tìm được tung tích, ước chừng khoảng 50. Nhìn bộ dáng của gia hỏa này, là muốn một mẻ hốt gọn. Có thể cho những tộc nhân này xuyên qua phong ấn tới đây, trong tộc tiêu phí trả giá to lớn, khó có thể tưởng tượng. Chết một người cũng là tổn thất thật lớn. Lại muốn chém giết tất cả bọn chúng, quả thực nằm mơ. Cổ tay khẽ đảo, một cái ngọc bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngọc bài cảm ứng đặc thù của dị linh tộc. Chỉ cần có thứ này, có thể nhẹ nhõm cảm ứng ra tộc nhân khoảng cách gần nhất hắn, tiến đến hỗ trợ. Vù vù, ngọc bài rời tay bay ra ngoài, hắn vội vàng theo tới, nhìn thoáng qua, nhíu mày. Chỉ thấy mặt đất nằm một thi thể, rất hiển nhiên tộc nhân này đã bị giết. Hơn nữa tốc độ xuất thủ của đối phương, chỉ nhanh hơn hắn một bước. Tiếp tục tìm kiếm, liên tục 7-8 cái, da mặt Kim Diệp Vương run rẩy, vẻ mặt phát điên. Dưới sự cảm ứng của hắn, mỗi lần tộc nhân đều hoàn hảo không tổn hao gì, kết quả đi vào trước mặt đã bị giết, thật giống như địch nhân biết rõ hành tung cùng động tác kế tiếp của hắn. Gia hỏa này không chỉ khu động trận bàn, lý giải trận pháp cũng không kém gì trận pháp sư thất tinh. Sắc mặt Kim Diệp Vương âm trầm. Rốt cuộc biết đối thủ đáng sợ. Nếu như chỉ thúc giục trận bàn, không biết cấu tạo của trận pháp, nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc người, mà đối phương, có thể ở trong trận pháp qua lại tự nhiên, không bị hạn chế, càng có thể biết rõ hành tung của hắn,
lý giải đối với trận pháp, coi như là so với hắn, cũng không yếu chút nào. Thậm chí, càng mạnh hơn nữa. Đáng giận, đừng để cho ta bắt được ngươi, chờ ta bắt được, không giết ngươi không thể. Hàm răng cắn khanh khách rung động, đang gào thét, liền cảm thấy một đạo sát lục chi khí hùng hậu phóng lên trời, sau đó có khí tức người đối chiến. Là Thanh Diệp Vương. Ánh mắt sáng lên, Kim Diệp Vương vội vàng vọt tới. Gia hỏa gọi là Trương Huyền kia, thời điểm ngụy trang thành hắn, cũng đối kháng qua, thực lực tương tự, Thanh Diệp Vương đụng với, tất nhiên có thể ngăn chặn, chỉ cần hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, chém giết cũng không khó khăn. Phần phật, thời gian nháy con mắt đi vào địa phương thanh âm vang lên, quả nhiên thấy Thanh Diệp Vương đang cùng một người chiến đấu. Gia hỏa này, chính là dị linh tộc vừa rồi bẩm báo tin tức, cũng phóng thích trận pháp. Hai người đối chiến, lực lượng bắn ra bốn phía, uy lực cực lớn. Thanh Diệp Vương, ta tới giúp ngươi. Hí dài một tiếng, Kim Diệp Vương lao đến, gia hỏa gọi là Trương Huyền kia thấy hắn tới, quay người bỏ chạy, thời gian nháy con mắt liền biến mất, không gặp tung tích. Trốn chỗ nào? Đang muốn xông qua, liền nghe thanh âm của Thanh Diệp Vương vang lên. Không vội qua, trận pháp này là hắn phóng thích, khống chế được trận pháp, có thể tùy ý đào tẩu, tùy tiện tiến lên, sẽ chỉ lâm vào bị động. Đúng vậy. Kim Diệp Vương kịp phản ứng, dừng bước, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Thanh Diệp Vương che ngực, một dấu quyền thật lớn xâm nhập ngực, chừng hai thốn, thiếu chút nữa đánh bạo trái tim, đã bị trọng thương. Ngươi, sao tổn thương nặng như vậy? Kim Diệp Vương hoảng hốt. Hắn cùng với đối phương thực lực tương tự, Thanh Diệp Vương cũng không kém bao nhiêu, coi như thừa dịp bất ngờ đánh lén, cũng không có khả năng tàn nhẫn như vậy, tổn thương nặng như vậy a. Xem ra, nếu không phải tránh né nhanh, có khả năng chết ngay tại chỗ rồi. Khục khục, gia hỏa này, vừa rồi ngụy trang thành ngươi, ta không có phòng bị. Nói xong, Thanh Diệp Vương phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch. Ngụy trang thành ta. Kim Diệp Vương siết chặt nắm đấm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1775.